chương 2477. Lý trí đến nhẫn tâm đến khi nhiếp nhiên tỉnh lại, người. Quần khu 9 đã rời đi rồi. Trừ lính gác phía xa ra, nơi này vô cùng vắng lặng. Nhiếp nhiên tìm chỗ đánh răng rửa mặt đơn giản rồi đi đến phòng làm việc tạm thời của Lý Tông Dũng. Vừa kéo rèm ra đã thấy Lý Tông Dũng đang vừa xem tài liệu vừa ăn bánh bao chay. Tiểu đoàn trưởng cả đêm không ngủ hay là vừa mới dậy thế? Bởi vì không có người ngoài nên cô nói chuyện thoải mái, chưa chào đã đi thẳng vào. Cô đuổi người đến chỗ tôi, còn ngủ cái gì? Thằng nhóc đó càng ngày càng phiền. Lý! Tông Dũng chỉ cái ghế đối diện, ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi ăn đồ của tiểu đoàn trưởng không hay cho lắm. Tuy nói thế nhưng nhiếp nhiên đã đi tới, ngồi xuống. Lý Tông Dũng bật cười. Giả vờ tức giận chừng cô, bớt làm bộ làm tịch đi ăn mau lên. Nhiếp Nhiên cầm bánh bao lên ăn, vừa ăn vừa cảm thán, quả nhiên bữa sáng của tiểu đoàn trưởng ngon hơn của đám lính chúng tôi nhiều. Không phải tiểu đoàn trưởng cũng ăn đồ từ cùng một phòng ăn với các cô à? Lý Tông Dũng cạn lời. Nhiếp Nhiên cắn bánh bao, suy nghĩ, vậy có lẽ hôm nay người ngồi đối diện tôi khác biệt trang, cấp bậc khác nhau, khẩu vị cũng thay đổi. Bất nịnh nọt đi, Lý Tông Dũng đã nhìn ra cô cố ý trêu mình rồi. Có lẽ cô biết lần này mình làm không tốt, hổ thẹn trong lòng nên mới nhượng bộ được rồi, cô đừng có thế nữa, tạm thời tôi không tính chuyện lần này với cô, nhưng đợi nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ tính sổ cả thể. Nhiếp nhiên không hề để ý tính đi tính đi, ngài muốn phạt thế nào cũng được tôi nhận hết, thật không, thật. Lý Tông Dũng hỏi một câu, cho dù rời khỏi quân khu 9. Nhiếp nhiên khựng lại, nói, nếu như ngài cảm thấy cần, tôi có thể rời đi. Cô vô cùng nghiêm túc, không giống giả vờ. Tim Lý Tông Dũng nhói lên, cô và nó cãi nhau đến mức này rồi à? rốt của cái thằng kia làm sao thế? Khiến cô nói ra câu này chứng tỏ chuyện rất nghiêm trọng. Nhiếp Nhiên, nó chỉ như vậy nhất thời thôi, cô đừng cho là thật." Lý Tông Dũng muốn khuyên nhủ. Nhiếp Nhiên bật cười, tiểu đoàn trưởng hiểu lầm rồi, không phải thế, không phải là vì cãi nhau. Là tôi cảm thấy tôi không nên lại quân khu 9. Lý Tông Dũng sững sờ, cau chặt mày, tưởng là liên quan tới chuyện kia. Vì vậy lại khuyên. Tuy lần này cô phạm lỗi không nhỏ, nhưng dù sao Lý Kiêu cũng không phải do cô hại cô. Lý Kiêu, đúng vậy. Lý Kiêu, khoảng thời gian này cô bạn giúp mạc thừa cướp địa bàn, dạng sáng hôm nay trở về bận cãi nhau với dịch sùng chiêu suýt nữa quên mất chuyện này. Gần đây Lý Kiều thế nào rồi? đã tỉnh lại chưa? Cô ngắt lời Lý Tông Dũng. Tạm thời vẫn chưa tỉnh, nhưng các chỉ số đã ổn định rồi nhiếp nhiên hơi hụt hẫng bác sĩ có nói khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại không không biết bác sĩ nói cô ấy mất máu quá nhiều thời gian bị sốc quá dài phải dựa vào chính mình mới được đều tại tôi nhiếp nhiên im lặng một lúc lâu mới nói lý tông dũng cũng thở dài cô đừng quá tự trách đây là chuyện ngoài ý muốn không ai muốn nó xảy ra cả nhiếp nhiên cười khổ lắc đầu lười phản bác suy cho cùng chuyện này cũng là do tôi nếu muốn tôi rời đi tôi sẽ phục tùng sự sắp xếp của cấp trên Cô, có lúc cô lý trí đến nỗi khiến người ta cảm thấy nhẫn tâm. Lý Tông Dũng không quen thấy cô ngoan ngoãn thế này, nghiến răng trách mắng, lúc này cô lại muốn phục tùng à? Sao khoảng thời gian đó chết cũng không chịu. Thấy ông nghiến răng ken kết Nhiếp Nhiên cười khẽ. Còn cười, con nhóc này có phải muốn ăn đòn không? Cô cúi đầu, thật ra ban đầu nếu không phải ngài và anh ấy giấu giếm, tôi đâu có tư cách vào quân khu 9. Mọi người đã làm rất nhiều cho tôi rồi. Rời đi có lẽ đáng tiếc nhưng cũng xứng đáng, dù sao tôi cũng nợ. Cổ Lâm, hơn nữa ban đầu tôi tới quân khu 9 là muốn xem nơi anh ấy đã từng ở, muốn đây đợi anh ấy trở lại, tôi đã hoàn thành chuyện này rồi cho nên dù rời đi cũng không tiếc nuối. Lý Tông Dũng im lặng mấy giây, nặng nề thở dài, chẳng trách thằng nhóc kia giận. Chương 2478 AI bảo mình không bỏ được anh cô có thể vì một người mà làm ra bất cứ chuyện điên rồ gì thậm chí hy sinh chính mình ví dụ như lý kiêu đồng thời cô cũng có thể vì một người mà rời đi không hề lưu luyến ví dụ như cổ lâm tôi chỉ muốn bù đắp lại chuyện mình làm sai nhiếp nhiên cúi đầu cắn bánh bao lý tông dũng hỏi vậy nó thì sao cô đã từng hỏi nó chưa nó đồng ý không nhiếp nhiên ngước mắt lên cau mày nếu như là quân đội yêu cầu anh ấy chẳng có lý do gì mà không đồng ý đúng không lý tông dũng thật sự không trả lời được oán hận nói cô không muốn cố gắng vì nó một chút à nhưng làm như vậy cổ lâm lý tông dũng vừa nghe đến hai chữ cổ lâm đã gắt ngang không cân nhắc đến cổ lâm thì sao cô có muốn cố gắng không nhiếp nhiên gật đầu muốn câu trả lời này khiến sắc mặt lý tông dũng dịu đi không ít vậy là đủ rồi nhiếp nhiên không hiểu ý ông thấy hơi hoang mang lý tông dũng cũng không giải thích chỉ đưa túi tài liệu trong tay cho cô đây là bản đồ tuyến đường nó chuẩn bị cho cô cùng với chìa khóa xe còn có một bản các kế hoạch ứng phó lúc cần thiết đến bên kia nhớ liên lạc với tôi nhiếp nhiên ăn nhanh cho hết cây bánh bao nhận lấy túi tài liệu lấy đồ bên trong ra xem yên tâm tôi sẽ làm theo nhớ liên lạc với nó nữa nhiếp nhiên quay sang nhìn ông thấy ông nghiêm túc nhìn chằm chằm mình nói bây giờ hai người có quan hệ hợp tác nhiệm vụ ở trước mặt phải biết phân biệt nặng nhẹ rõ chưa ông không hy vọng nhiếp nhiên bị đà kích vì thái độ lạnh nhạt của dịch sùng chiêu mà xảy ra bất chắc trong khi chiến đấu lần này không phải hợp tác với người quân khu chín mà là với những binh lính của đất nước khác tuy dịch sùng chiêu đã dọn đường rồi nhưng dù sao cũng không phải là chiến hữu cùng sinh sống với mình chưa chắc bọn họ sẽ nhanh chóng tiếp nhận cô cũng chưa chắc sẽ giúp cô vào thời điểm nguy hiểm nhất tất cả đều phải dựa vào mình cho nên cô nhất định phải cảnh giác không được suy nghĩ lung tung đương nhiên tôi hiểu lý tông dũng vẫn muốn nói tốt cho thằng ngốc kia tờ giấy này nó mất hai tiếng viết ra cô nhất định phải xem cho kỹ cô cảm thán tiểu đoàn trưởng ngài đúng là lắm chiêu trò tôi còn nghi trước mắt tôi là tiểu đoàn trưởng giả đấy một lúc sau lý tông dũng ném cho cô một chữ cút rõ nhiếp nhiên cười đáp lại rồi cầm một cái bánh bao lên thấy cô cầm theo cả đồ ăn ông bật cười lắc đầu cô rời khỏi phòng trở lại chỗ dịch sùng chiều xem kỹ đường đi một lần. Không thể không nói, chỉ hai tiếng mà vẽ ra được đường đi và các kế hoạch ứng phó thế này đúng là rất lợi hại. Cũng đủ, làm người ta cạn lời. Nếu anh quan tâm cô, sao còn phải giả vờ chứ? Đây không phải là tự làm khổ mình à? Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của anh là cô lại thở dài. Khó khăn lắm mới sống sót trở về, vậy mà anh còn cao có với mình. Đúng là thảm, nhiếp nhiên nhìn bản kế hoạch chữ nào cũng ổn định vững vàng hoàn toàn không vì vội vã mà viết cầu thả, dần dần sự phiền muộn trong lòng cũng tan đi. Hai, bỏ đi, nhường anh đi, ai bảo mình không bỏ được anh chứ? Nhiếp nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Tối nay cô phải hành động nên bây giờ nhất định phải nhanh chóng xem xong rồi lên đường. Gặp những người kia, nắm rõ một loạt chuyện phải làm tiếp theo. Bởi vì mỗi điểm, mỗi đoạn đường anh đều dùng bút đỏ đánh dấu, hơn nữa còn ghi chú rõ ràng nên nhiếp nhiên xem rất dễ dàng chẳng mấy cô đã nắm rõ tất cả xong xuôi cô không lãng phí thời gian nữa mà thay quần áo chuẩn bị hai khẩu súng và ba bốn băng đạn cùng với một con dao quân dụng lái chiếc xe tối hôm qua dịch sùng chiêu tới đón mình rời khỏi nơi đóng quân chiếc xe việt giã cao lớn từ từ biến mất giữa núi rừng lý tông dũng nghe tiếng động cơ càng lúc càng xa vẻ mặt cũng nặng nề thêm lần này là trận dọn dẹp biên giới cuối cùng hy vọng có thể thuận lợi không có chắc chở Ông nhìn tầng mây u ám vừa dày vừa nặng đường chân trời qua cửa sổ, không biết tại sao cứ thấy khó chịu trong lòng. Sao mãi mà trời không xanh chứ? nguồn.uybteroynonline.com Chương 2479. Liên lạc gặp gỡ mưa lớn cả đêm, cuối cùng đến sáng trời cũng tạnh được một lúc. Nhưng đến khi Nhiếp Nhiên chuẩn bị gặp binh lính nước ép thì lại mưa như chút nước nhiếp nhiên nhìn sắc trời, không biết có phải bây giờ đám người dịch sùng chiêu đang đội mưa bao vây tiêu trừ địa bàn của Mạc Thừa không? Hiện nay Mạc Thừa có địa bàn lớn nhất ở biên giới. Mà nhiều chỗ có địa hình không dễ tấn công. Khi đó vì lấy được tín nhiệm của Mạc. Thừa cô không dám bố trí người ở đó, cho nên nếu dịch sùng chiêu muốn tấn công mấy chỗ đó chắc sẽ mất thời gian. Nhiếp nhiên nhìn mưa rào rào ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa. Đường núi trơn trượt gập gành nên nhiếp nhiên đi rất cẩn thận cô theo bản đồ dịch sùng chiêu đưa cho đi gặp những binh lính của quốc gia khác nước mưa không ngừng đập vào kính chắn gió cần gạt nước vừa quét qua một đợt mới lại ập đến mưa lớn đến mức làm cô có ảo giác như đang đắm mình trong bức màn nước trên đường núi không có xe cộ qua lại có lẽ do mưa quá lớn không ai dám đi đường này nên nhiếp nhiên lái rất ổn định mưa to như thác đổ chiếc xe của cô trên đường không bóng người nhìn vô cùng cô đơn Chạy khoảng gần 4 tiếng, cuối cùng cô cũng lái vào khu vực biên giới nước ép. Cả quãng đường cô luôn lo lắng sẽ gặp phải người của Mạc Thừa, nhưng may mà an toàn tránh được cũng không xảy ra mâu thuẫn gì. Mưa vẫn đang không ngừng rơi. Nhiếp nhiên lái xe hơn một tiếng nữa mới đến một chỗ được đánh dấu trên bản đồ. Biên giới nước ép có nhiều đường núi gập ghềnh rất khó đi, nếu như là người bình thường chắc sẽ nôn ói vật vã. Hơn nữa bây giờ trời còn mưa, đường càng thêm tệ hại may mà cô ở trong quân đội, thể lực không bằng những người xuất sắc kia nhưng vẫn tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên cũng coi là miễn cưỡng chịu được. Trong màn mưa lớn, cô dừng xe, tắt máy, lấy đồ trong túi tài liệu ra. Ở trong đó có cách liên lạc dịch sùng chiêu viết cặn kẽ cho cô. Cô lấy cái điện thoại đã chuẩn bị ra, gọi đến số ghi trên tờ giấy. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói mạnh mẽ đã truyền đến alo. Xin hỏi là A Lực đúng không? Là tôi tôi đã đến địa điểm chỉ định rồi nhiếp nhiên nhìn cảnh vật ngoài cửa xe đây là một nơi cực kỳ kín đáo người bên kia nói với cô cô nháy đèn lên người của tôi nhìn thấy sẽ đến đón cô nhiếp nhiên một tay cầm điện thoại một tay bật đèn đèn xe nhanh chóng chớp tắt hai lần người bên kia nói đã thấy cô rồi sẽ có người đến đón ngay được cảm ơn anh nhiếp nhiên ngồi đợi trong xe mấy phút thì thấy một người đội mưa đi từ xa đến tôi là người đến đón cô Người kia vừa đến đã kéo cửa xe ra, không nói một câu thừa thãi, "Để tôi lái xe." Nhiếp Nhiên không hỏi nhiều, cô tháo dây an toàn ra, di chuyển sang ghế phụ. Người kia ngồi vào ghế lái, khởi động xe, lái về phía trước. Đường khó đi khiến chiếc xe lắc lư. Nhiếp Nhiên nhìn chăm chú con đường trước mặt, người đàn ông âm thầm quan sát nữ binh bên cạnh. Trông cô rất nhỏ nhắn, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không phải mặc quần áo huấn luyện quân khu 9, anh ta sẽ nghi ngờ cô là một cô gái bình thường vẫn còn đang đi học. Nhìn đủ chưa? Người kia giật mình, cô không nhìn anh ta mà vẫn phát giác được, đúng là nhạy bén đến đáng sợ. Anh ta cũng thu lại chút cảm giác xem thường vừa rồi. "Xin lỗi, xe lái qua chỗ rẽ, chạy 5-6 phút nữa rồi dừng trước một cánh cửa. Xuống xe đi." Chương 2480 n cô theo người kia xuống xe không vì trời mưa mà vội vã bước nhanh vào trong mà đứng ở đó đợi bởi vì cô biết ở trong hoàn cảnh xa lạ này bọn họ đã chuẩn bị đủ thứ nếu như mình tự tiện xông vào rất có thể sẽ bị ngộ thương người đàn ông cố ý xuống xe chậm hơn thấy nhiếp nhiên đội mưa đứng chờ mình càng nhìn cô với con mắt khác thế mà không trúng chiêu lợi hại vừa có giác quan nhạy bén vừa bình tĩnh xem ra không thể coi thường cô gái này nhưng mà họ phải lãng phí mấy cơ quan kia rồi những cơ quan đó được cố ý chuẩn bị cho người mới này thật đáng tiếc đi thôi anh ta dẫn cô vào trong nhà kho cốc 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 ba tiếng gõ cửa theo tiết tấu vang lên trong nhà truyền đến tiếng bước chân cửa được mở ra ồ là một em gái nhỏ người đàn ông cười híp mắt chào hỏi nhiếp nhiên chào cô tôi tên a hiền cứ gọi tôi anh hiền là được rồi nhìn tưởng anh ta hòa nhã dễ gần nhưng Nhiếp Nhiên không hề bỏ lỡ ánh mắt nghiên cứu của anh ta. Nhiếp Nhiên cô tự giới thiệu, đồng thời nhìn sơ qua người trong phòng. Đúng người người, không hơn không kém. Hơn nữa tất cả đều là đàn ông. Nào, vào đi." A à, Hiền lui về phía sau mấy bước cho cô bước vào, sau đó lại gọi một người đàn ông đi lấy cho cô cái khăn khô. "Cô lau đi, đừng để bị cảm." vừa nãy nhiếp nhiên đứng ngoài trời chỉ mười mấy giây nhưng quần áo đã ướt hết tóc dán vào mặt nước mưa không ngừng chảy xuống trông vô cùng nhếch nhác nhưng dù thế cô vẫn tránh cái tay kia nói với anh ta không cần đâu cảm ơn a à, hiền thấy cô lạnh nhạt thì nhướng mày lên thu tay lại được rồi tôi không bao giờ miễn cưỡng người khác nhiếp nhiên như một người ngoài xâm nhập vào đây bị tất cả mọi người quan sát nghiên cứu bọn họ đều nghi ngờ cô gái nhỏ bé trước mặt này có năng lực để cùng hành động với mình không Ai là A Lực? Cô không để ý tới ánh mắt của đám người này, hỏi. Tôi, nhiếp nhiên thấy một người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, mặc quần áo huấn luyện của đất nước bọn họ. Cô cảm thấy anh ta rất giống vu Thừa Trinh và Quý Chính Hồ. Chào anh, tôi là nhiếp nhiên, binh lính quân khu 9. Nhiếp nhiên đi tới trước mặt anh ta, tự giới thiệu người kia gật đầu cũng đứng lên nhưng khiến cô bất ngờ là anh ta lại chủ động giơ tay ra chào cô tôi là a lực binh lính nước ép là người phụ trách chính của lần hành động này thái độ tốt hơn những người kia nhiều đây là thái độ nghiêm chỉnh và tiếp nhận cô nhiếp nhiên khẽ cau mày lại các binh lính cấp dưới ở đây đều xa cách với cô nhưng vị đội trưởng này lại không nghi ngờ một câu đã tiếp nhận xem ra dịch sùng chiêu đã cố gắng rất nhiều nếu không người này không thể nhanh chóng đồng ý cho cô tham gia vào dịch sùng chiêu anh đúng là đồ trong ngoài bất nhất rõ ràng đã làm xong tất cả rồi còn có thái độ đó với mình đợi chuyện này kết thúc cô phải cho anh một trận mới được cô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ giơ tay ra bắt tay anh ta một cái bắt tay đơn giản cũng đã thể hiện thái độ của nhiếp nhiên đám người kia thấy lãnh đạo nhà mình đã tiếp nhận cô rồi đương nhiên cũng không nói thêm gì nữa bầu không khí hỏa hoãn dần dễ thấy đám người này đã ở đây được một khoảng thời gian không có ai nói chuyện liên quan tới nhiệm vụ hành động buổi tối mà ai ngồi chỗ nấy có người ngần ra có người lao súng nhìn rất lười biếng ở đây có thể gọi điện thoại không tôi cần báo cáo với cấp trên nhiếp nhiên hỏi a lực có thể có được câu trả lời của anh ta nhiếp nhiên đi ra ngoài báo cáo với lý tông dũng trước tôi đến nơi rồi đã gặp người nước ép điện thoại vừa kết nối cô đã nói thẳng lý tông dũng trầm ngâm được buổi tối phải trông cậy vào cô yên tâm nhất định không khiến ngài thất vọng nhiếp nhiên đứng dưới mái hiên nhìn mưa không ngừng rơi lý tông dũng nghe thấy giọng nói kiêu ngạo này bật cười mắng một câu sau đó lại dặn dò cẩn thận qua khoảng nửa tiếng nữa có lẽ nó sẽ liên lạc với cô mấy người này rất quen thuộc với nó nó có thể giúp được cô tôi biết rồi Chương 2481. CC ồn hơn nửa tiếng nữa mà cô đang ướt hết người cộng thêm ngoài trời lạnh giá, cô không cần phải khiến mình chịu khổ vào lúc không huấn luyện hay làm nhiệm vụ nên vòng trở lại. Ai ngờ mới đi tới cửa đã nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên trong phòng, đội trưởng dịch phái một cô gái đến thật à, liệu có được không? Là binh lính quân khu 9, chắc sẽ không kém. Một người khác nói. Nhưng mà, nhìn cô ấy không cường tráng chút nào, trông gầy yếu quá tôi sợ mình không cẩn thận sẽ làm cô ấy gãy tay mất. Đúng thế, nhìn cô ấy quá yếu ớt. Tôi nghi ngờ cô ấy còn chưa được 18 tuổi nữa. Tôi chẳng có chút hy vọng nào với cô ấy cả. Làm gãy tay cô. Gầy yếu, nhiếp nhiên cúi đầu nhìn cơ thể mình. Được rồi, so với đám đàn ông thân hình cao lớn, vai u thịt bắp kia, đúng là cô hơi nhỏ nhắn, nhưng không đến nỗi bị đối phương dễ dàng làm gãy tay chứ lúc cô đang xoắn suýt nghĩ xem họ có làm gãy tay mình được không thì người đàn ông tên A lực kia trầm giọng nói, các cậu đừng coi thường người ta. Nếu đã là người quân khu 9 thì thế nào cũng là một binh lính xuất sắc. Chúng tôi biết chứ, nhưng cứ thấy phái một nữ binh đi làm nhiệm vụ là thấy hơi coi thường nó. Thật không hiểu tại sao bọn họ lại phái cô ấy đến đây. Người đàn ông kia hậm hực nói. Thật ra phụ nữ cũng tốt mà chúng ta toàn đàn ông, có thêm một cô gái tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều hơn nữa cô ấy cũng rất đẹp nghe giọng và cách nói chuyện thì có vẻ là a hiền vừa đưa khăn cho cô quả nhiên cậu chỉ biết đến sắc đẹp thôi a hiền tôi thấy thế nào sau này cậu cũng chết vì phụ nữ cũng được mà có câu gì mà chết dưới hoa mẫu đơn cái gì làm quỳ cũng hạ lưu ấy là phong lưu a lực nói với bọn họ bởi vì cô ấy là người nằm vùng nằm vùng giọng mọi người hơi kinh ngạc Đúng, đội trưởng dịch nói với tôi cô ấy mới nằm vùng về, vô cùng quen thuộc địa hình khu đó, cho nên chúng ta cần cô ấy dẫn đường. Lời A Lực rơi vào tai Nhiếp Nhiên không sót một chữ. Cô biết ngay anh đã ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện vì cô mà. Không phải chứ A Lực cô ấy nằm vùng, người đàn ông kia có vẻ không tin. A Lực vừa định gật đầu đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền từ cửa đến, "Sao tôi nằm vùng có vấn đề gì à?" nhiếp nhiên tựa vào khung cửa, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm một người đàn ông trong đó. Mặc dù vừa rồi cô ngoài cửa không thấy người, nhưng dựa vào vẻ mặt của mọi người cũng có thể phân biệt ra người nói chuyện kia là ai. Người đàn ông hừ một tiếng thế mà đứng nghe trộm, không quang minh lỗi lạc gì cả. Anh nói to như vậy, tôi còn cần nghe trộm à? Ý là cô đã nghe rõ từng lời bọn họ nói. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái chương hai nghìn bốn trăm tám mươi hai đường ai nấy đi a à lực lập tức nói xin lỗi lúc nào bọn họ nói chuyện cũng thẳng thường như vậy nhưng không có ý gì đâu mong cô đừng hiểu nhầm nhiếp nhiên bước vào cười nhạt không sao tôi không để ý vừa rồi tôi cũng chỉ tò mò muốn hỏi tại sao tôi không thể nằm vùng mà thôi cũng không có ý gì khác Cô trả lời lại, nhưng đám người kia lại cho rằng cô đang cố ý nhắm vào câu xin lỗi vừa rồi của A Lực. Ý châm chọc rõ ràng, đâu có không để ý như cô nói. A Hiền thấy sắc mặt A Lực thoáng lúng túng, lại nhìn cô gái cười thản nhiên trước mặt này thì bật cười. Thú vị, cô gái này đúng là thú vị thật. Anh ta còn chưa cất lời, người bên cạnh đã khinh thường hừ một tiếng, cô không để ý tôi để ý. Tôi còn tưởng quân khu 9 chọn một nữ binh vô cùng xuất sắc chứ. Ai rẻ chỉ là một người chỉ đường. Anh ta nói mà chẳng thèm khách khí. Một phần là bởi vì vừa rồi bị nghe trộm không vẻ vang gì, còn có một phần là nghe ra cô gái này không nề mặt A lực. Ngộ nhỡ đến lúc đó cô gây ra chuyện gì? Không phải chúng tôi sẽ bị cô ngáng chân à? Anh ta vừa nói xong A lực đã hơi biến sắc mắng A cảnh. A cảnh, đúng là ngay thẳng thật. Người cũng như tên, A cảnh, ba rách ngay thẳng là cây ếch. Nhiếp nhiên thu lại nụ cười tôi sẽ không ngáng chân các anh đâu chúng ta không phải là chiến hữu nếu tôi thật sự xảy ra chuyện các anh không cần phải quan tâm đến tôi mấy người đồng loạt quay sang nhìn cô a hiền nở nụ cười sâu xa phách lối thật đấy không ngờ cô còn nói ra câu phách lối hơn dĩ nhiên các anh xảy ra chuyện tôi cũng sẽ không quan tâm nhiếp nhiên vừa nói xong đám nam binh trong phòng đều co mày lại cô gái này đúng là ngông cuồng quá rồi ý câu này là cô đặt bản thân ngang bằng với 10 người bọn họ. A à Hiền không ngờ quân khu 9 lại có nữ binh thế này. Nữ binh chỗ họ mà khó chịu với nam binh nào sẽ gọi nam binh đó ra một trọi một ai thắng thì người đó cười. Nhưng cô gái trước mặt này không ra tay, chỉ dùng miệng đã làm cho bọn họ này tức giận cau mày. Hơn nữa lời cô nói cũng không bới ra được điểm sai nào. Anh ta vừa cười vừa đi đến bên cạnh. Nhiếp Nhiên, đừng mà em gái, cô phải quan tâm đến tôi, tôi bị mù đường, nếu không ai để ý, có thể tôi lao vào ngộ thương mọi người đấy." Đám người kia cạn lời, ai cũng quay đi, không muốn nhận là quen biết anh ta. "Cô không cần để ý đến anh ta, chúng ta là một đội ngũ, chúng tôi sẽ không mặc kệ cô." A Lực nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cong môi, vừa định lên tiếng thì cái điện thoại trong tay rung lên. Cô nhìn màn hình, gật đầu xin lỗi A Lực rồi bấm nút nghe, đi ra ngoài vừa mới bắt máy tiếng dịch sùng chiêu đã truyền đến tiểu đoàn trưởng nói em đến rồi bên kia rất yên tĩnh không có tiếng đạn ở mỹ như nhiếp nhiên dự liệu có lẽ là mới kết thúc chiến đấu nhiếp nhiên đi ra ngoài mới trả lời đúng em đã gặp mấy người kia rồi đang nói chuyện hai chữ cuối cùng kia mang ý sâu xa với sự hiểu biết của dịch sùng chiều về cô chắc chắn không thể là nói chuyện đơn giản như vậy anh vội vàng nói với cô lần hành động này do a lực làm chủ em nhất định phải nghe anh ta, a à, lực có biết được đại khái về tình hình của em nên em đừng tự tiện làm gì. Nhiếp Nhiên bĩu môi, yên tâm, em chỉ là một người chỉ đường, có thể làm gì chứ? Cho dù làm chủ, người ta cũng chưa chắc đã nghe cô. Cô cần gì phải đau đầu suy nghĩ. Dịch Sùng Chiêu nghe thấy thế, cảm thấy không hiểu gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy không yên tâm, đưa điện thoại cho anh ta, anh có chuyện nói với anh ta. Nhiếp Nhiên ở một tiếng, vòng lại Cô đi tới trước mặt A Lực trong ánh mắt của mọi người, đưa điện thoại qua, đội trưởng dịch muốn nói chuyện với anh. A Lực không hỏi nhiều, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Chương 2483. Y như mẹ chồng đến chỗ không có ai, A Lực mới hỏi, sao thế? Anh chăm sóc cô gái kia một chút, đừng để cô ấy gây chuyện. Dịch Sùng Chiêu nói thẳng với anh ta. Anh rất lo lắng khi Nhiếp Nhiên ở trong đội ngũ của người khác. Dù sao đây cũng không phải là đội ngũ của quân khu 9 bọn họ, hơn nữa tính cô không tốt lắm, ăn nói lại sắc bén. Làm người ta không vui thì nguy. Lúc ấy anh đã bàn bạc với tiểu đoàn trưởng xem có cần đổi người hoặc là chọn thêm một người đi cùng cô không. Nhưng vấn đề là chỉ có mình cô biết địa hình nơi này, đổi người không có ý nghĩa gì. Mà thêm một người. Nói thật trừ tiểu đoàn trưởng và anh ra, làm gì có ai áp chế được cô hơn nữa bây giờ cô và quân khu 9 có xích mích có rất nhiều chuyện chưa nói rõ còn không bằng để cô đi một mình kẻo lại gây ra tranh chấp nội bộ dịch sùng chiêu suy nghĩ rất nhiều mà a à. lực rất muốn nói với anh rằng binh lính của anh đã đắc tội tất cả người của anh ta rồi nhưng nghĩ tới khoảng thời gian bàn bạc nhiệm vụ với mình trong điện thoại trước đó dịch sùng chiêu không ngừng dặn dò anh ta phải chăm sóc người quân khu 9 lại nhảy y như mẹ chồng cuối cùng anh ta vẫn không nói ra ai bảo kỹ thuật của mình không bằng người ta ngày đó dịch sùng chiêu đến đơn vị bọn họ chọn người mình là đội trưởng vốn không có ở trong phạm vi lựa chọn kết quả anh chọn chúng mình hơn nữa lãnh đạo còn đồng ý anh ta làm đội trưởng rất nhiều năm trừ lãnh đạo trực tiếp ra chưa bao giờ nghe lệnh của người khác vì vậy anh ta còn lén đi tìm lãnh đạo muốn đổi người kết quả bị dịch sùng chiêu phát hiện gọi đến phòng huấn luyện điên cuồng so tài một trận cuối cùng anh ta thua quy củ ở chỗ bọn họ là ai thắng nghe người đó cho nên bây giờ anh ta chỉ có thể nghe người này tôi biết rồi tôi sẽ chú ý còn nữa cô ấy làm việc khác người anh đừng có để cô ấy tự tiện làm gì đó dịch sùng chiêu lại nói tôi biết rồi cô ấy rất giỏi ăn nói anh đừng dễ dàng mắc lừa ừ dịch sùng chiều dặn dò càng lúc càng nhiều a lực trả lời càng lúc càng ngắn gọn cô ấy cuối cùng a lực không chịu được nữa cắt ngang lời dặn dò của dịch sùng chiêu nếu anh thật sự không yên tâm có thể đổi người cho tôi người này đúng là lắm điều chỉ là một nhiệm vụ mà thôi dặn đi dặn lại không ai chịu nổi chấm 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 anh tự bảo trọng điện thoại im lặng nửa giây rồi nghe thấy dịch dùng chiêu nói một câu như vậy khiến a lực không biết phải trả lời như thế nào cái gì gọi là tự bảo trọng liên quan gì đến mình a lực hoàn toàn không hiểu ý anh anh có ý gì anh tiếp xúc với cô ấy nhiều sẽ hiểu thôi Dịch sùng chiêu nói rất uyển chuyển khiến A lực càng hoang mang. Anh ta chưa hỏi kỹ thì dịch sùng chiêu đã nói sang chuyện kế hoạch. Các anh đã chuẩn bị xong người ở biên giới chưa? Mặc dù có thể không dùng tới kế hoạch B, nhưng cũng không thể thả lỏng được. A lực nói, đã chuẩn bị xong hết rồi, không xảy ra vấn đề gì đâu. Bọn chúng sẽ không qua được tất cả cửa ải đều có người của chúng tôi rồi. Vậy thì tốt. chương 2484. Cô gái này biết em ấy Pháp, hai người lại trò chuyện mấy câu đơn giản rồi tắt máy. A à, lực trở về, vừa vào cửa đã thấy nhiếp nhiên tìm một góc phá mấy cái ghế. Bao gồm cả cái của anh ta vừa ngồi thành củi chất thành một đống đốt lửa, cởi áo khoác của mình ra hong. Không biết tại sao anh ta lại hiểu được câu bảo trọng kia có ý gì. Cô gái này không phải là bình lính cứng đầu trong truyền thuyết chứ. Lúc anh ta nhìn nhiếp nhiên thì thấy A Hiền kiếm chuyện để nói với cô. Wow, già cô đẹp quá, hoàn toàn khác với con gái chỗ chúng tôi. Hình như cô không có cơ bắp nhỉ, nhưng trên cánh tay cô có mấy vết thương, là vết dao à? Bởi vì nhiếp nhiên cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo phông dần di si nên hai cánh tay như ngó sen lộ ra ngoài. Bị anh ta nhìn thấy, vì vậy anh ta không ngừng hô lên. Hai, thật đáng tiếc vết sẹo này phá hỏng mất cái đẹp rồi lúc ấy nhất định cô đau lắm nhỉ, lâu thế rồi mà vẫn còn sẹo. Không phải chỗ cô có câu thương hoa tiếc ngọc à, cho nên người làm cô bị thương thật là đáng ghét. Thực ra những vết sẹo trên cánh tay nhiếp, nhiên đã mở đi nhiều rồi. Nhưng người này chuyện bé xé ra to kêu lên giống như anh ta mới là người bị thương vậy, khiến các chiến hữu bên cạnh đều không muốn quan tâm đến anh ta. Thật sự chưa gặp chiến hữu nào mất mặt thế này. Đặc biệt là từ đầu tới cuối người ta đều không phản ứng mà anh ta vẫn có thể nói vui vẻ như vậy. A à, lực lười quan tâm, chuyển một cái hòm gỗ vừa dày vừa nặng làm ghế. Ngồi xuống nghiên cứu đường đi buổi tối. Tất cả mọi người ai làm việc nấy, không quấy dày nhau. A à, Hiền lại nhảy một lúc lâu, nhiếp nhiên đột nhiên quay sang cười hỏi, anh nghiên cứu phân tích tôi xong chưa? A à, Hiền khựng lại, ngay cả những người đang làm việc của mình cũng đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Thật ra anh không cần phải lãng phí thời gian với tôi, anh đi hỏi đội trưởng của anh đi, anh ta có thể trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tôi." Nhiếp Nhiên nói xong đứng lên mặc quần áo đã hong khô vào. Tướng mạo người đàn ông này không tệ, mắt xanh sâu thẳm, mũi cao, dáng người cao lớn, hơn nữa miệng lưỡi còn láu lỉnh, cười cũng rực rỡ, nếu muốn tán gái chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhưng Nhiếp Nhiên lại không nằm trong số đó. Người này ngoài mặt là đang đau lòng vì cô, thực ra là đang nhìn những vết thương trên người cô mỗi vết thương của cô đều đại diện cho kinh nghiệm và năng lực của cô càng nhiều vết thương chứng tỏ kinh nghiệm của cô càng lớn bọn họ có thể tiếp nhận cô vì ít nhất cô không tới ngáng chân bọn họ người đàn ông này thông minh hơn a à cảnh kia rất nhiều có điều kỹ năng diễn xuất này hơi khoa trương và giả tạo bị nhiếp nhiên nhìn thấu đáy mắt anh ta lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại cười rực rỡ nói cô nghĩ nhiều rồi tôi chỉ đang đau lòng vì cô thôi cô gái xinh đẹp như cô nên được yêu thương mới đúng nhiếp nhiên không phản bác anh ta chỉ nói yên tâm cho dù cần người thương cũng không phải là anh tôi không có hứng với anh anh ta che ngực mình bày ra bộ dạng đau lòng cô nói thế làm tôi đau lòng quá tim cũng đau đây này nhiếp nhiên nhếch mép đi vòng qua anh ta đến chỗ đội trưởng a lực của của bọn họ sáng sớm hôm nay tôi mới từ bên kia về không rõ kế hoạch chi tiết có thể phiền anh nói cho tôi không A à, lực đang lau dao, nghe vậy hơi khựng lại, sáng sớm hôm nay cô mới về. Nhiếp nhiên gật đầu, đúng. A à, hiền không quan tâm đến việc diễn xuất nữa, chạy thẳng đến trước mặt cô, quan sát từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, cô chạy khỏi hang ổ của người ta mà không bị thương gì hả? Có vấn đề gì à? Nhiếp nhiên không hiểu tại sao anh ta lại kinh ngạc như vậy. Nhưng anh ta vẫn khiếp sợ, cảm thán, oh my god, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nằm vùng có thể còn nguyên vẹn, không bị thương chạy ra ngoài thế này. Cô gái này tinh thông ma pháp à, làm mình biến mất, sau đó đến chỗ an toàn lại biến ra. Nếu không anh ta thật sự không tưởng tượng nổi cô Bình An ra khỏi đó thế nào. Chương 2485. Hải biết chỗ đó có rất nhiều cơ quan, đến dịch sùng chiêu cũng phải rất cẩn thận vạch đủ kế hoạch mới dám đánh. Vậy mà cô gái này lại chạy ra ngoài, còn không hề bị thương hai thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi a hiền nuốt nước miếng trợn to hai mắt hỏi sao cô lại làm được thế muốn biết à thấy anh ta gật đầu như con gà mổ thóc nhiếp nhiên cười nói không nói cho anh biết a hiền cô gái này không đáng yêu chút nào nhưng anh ta lại có cảm giác cô rất lợi hại hơn nữa vừa rồi đúng là anh ta nhìn những vết thương của cô để phán định kinh nghiệm của cô một người lính tham gia những gì trải qua những gì đều được những vết thương trên người nói ra hết nhưng anh ta làm kín đáo như vậy vẫn bị cô dễ dàng phát hiện khả năng quan sát nhạy bén của cô khiến anh ta không thể không bội phục nói đi mà a hiền ngồi xổm bên cạnh nhiếp nhiên giống như một con chó lớn thiếu mỗi nước le lưỡi vẫy đuôi với cô không phải chiến hữu cô liếc anh ta chúng ta sắp kề vai chiến đấu rồi cũng coi là chiến hữu a hiền không muốn từ bỏ vẫn quấn lấy cô hình như nhiếp nhiên đã hơi dao động cô hỏi muốn biết thật à thật, anh ta vội gật đầu, cô mau nói cho tôi biết đi. Mấy người trong phòng cũng nhìn nhiếp nhiên, muốn nghe xem làm cách nào mà cô nguyên vẹn trở về như vậy. Nhiếp nhiên chống cầm, trầm ngâm một lát lộ ra vẻ khó xử, nhưng có nói với anh thì anh cũng không làm được. Tại sao? Bởi vì anh không phải phụ nữ, không thể dùng mỹ nhân kế. Mỹ, mỹ nhân kế, mọi người kinh ngạc, không phải chứ, nữ binh này dựa vào mỹ nhân kế nhiếp nhiên quan sát A à Hiền từ trên xuống dưới, nhưng anh đẹp trai như vậy, lại biết ăn nói, thật ra thì cũng có thể, dù sao nam nhân kế. Cũng là kế mà, nam, nam nhân kế. Câu này của nhiếp nhiên dọa cho người đàn ông cao mét 8 mét 9 tái mặt theo bản năng kéo chặt áo mình lại, lớn tiếng nói, tôi là người rất trong sáng. Cô cô cô, không biết có phải vì sợ hãi quá không mà anh ta lại xì sổ ra một loạt tiếng mẹ đẻ. Nhiếp nhiên thấy anh ta như vậy, biết có lẽ anh ta cũng đang diễn, nhưng vẫn không nhịn được khẽ cong môi cười. Vừa rồi vào đây vẻ mặt cô lạnh lùng, bây giờ cười lên nhìn có sức sống hơn hẳn. Gương mặt cô vốn xinh xắn, hơn nữa con gái phương đông còn yêu kiều, kết hợp với nụ cười đó làm các nam binh ngẩn ngơ. A à Hiền không nói tiếp được nữa, nhìn chăm chăm cô. Nhiếp nhiên cảm nhận được vẻ mặt anh ta. Họ nhẹ thu lại ý cười, nói, vậy anh cách xa người không trong sáng này ra một chút còn lâu cô mới là người không trong sáng đừng có lừa tôi anh ta hoàn hồn lại nghiêm túc trả lời nếu cô muốn dùng mỹ nhân kế thì người cô không thể trắng nõn ngay cả một vết bầm cũng không có được dù sao nếu là tôi nhất định sẽ không khống chế được anh ta phân tích rất đúng trọng tâm có điều lúc câu cuối cùng không tự chủ được mà nói ra đã thấy nhiếp nhiên hít mắt lại mặc dù không biết vẻ mặt của cô rốt cuộc là ý gì nhưng anh ta vẫn cảm thấy nguy hiểm vì vậy anh ta lại vội vàng bổ sung, dĩ nhiên, dĩ nhiên quan trọng nhất chính là quân khu 9 sẽ không đồng ý cho cô làm thế. Nhíp nhiên liếc anh ta, coi như anh ta sửa lời nhanh. Nhưng anh không học được chiêu này của tôi đâu. Sau này đi, sau này có cơ hội gặp lại, tôi sẽ dạy anh một chiều khác. Rõ ràng cô không muốn tiếp tục chủ đề này vốn dĩ nói mỹ nhân kế chỉ là muốn đuổi anh ta đi thôi. A à Hiền suy nghĩ rồi gật đầu, được rồi, cô nhớ đó, đây là cô hứa với tôi, không được nuốt lời đâu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy có ý gì anh ta hỏi đám người này chỉ biết trao đổi đơn giản nếu dùng thành ngữ bốn chữ thì bọn họ vẫn không hiểu được ý là tôi đã hứa rồi tuyệt đối không nuốt lời cô giải thích nhưng hứa liên quan gì đến ngựa anh ta ngồi xổm cạnh cô với dáng vẻ ham học nhiếp nhiên nhìn anh ta đành trả lời đó là từ hình dung thôi ý câu này là lời đã nói ra miệng cho dù dùng xe bốn ngựa kéo cũng khó đuổi kịp không thể tu hồi lại A Hiền ngẫm nghĩ rồi ồ mấy tiếng, bắt đầu lầm bầm tự học. chương 2486 Nói cho mọi người một chuyện không tốt cuối cùng cũng đuổi được cái tên khó xây này đi, nhiếp nhiên quay lại chủ đề cũ. Xin lỗi, bây giờ có thể nói với tôi rồi chứ? A lực hoàn hồn lại, gật đầu. Được, nữ binh này có thể an toàn kết thúc nhiệm vụ nằm vùng mà không hề bị thương, chỉ riêng điểm này cũng đáng để anh ta nhìn cô với ánh mắt khác rồi. Anh ta chuyển bản đồ đến trước mặt nhiếp nhiên, nói với cô. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, bởi vì chỉ là phá vòng vây, sân nhà ở bên quân khu 9 các cô, cho nên chúng ta chỉ cần nhân lúc mục tiêu đặt trọng tâm lên quân khu 9 trên chiến trường. Làm loạn tiết tấu tác chiến của bọn chúng là được. Nhiếp nhiên cảm thấy cái kế hoạch hơi quen, nhưng vẫn cố nhịn xuống, tiếp tục hỏi, làm loạn bằng cách nào? Mười người chúng ta sẽ chia thành hai đội, đánh vào từ điểm số 1 và số 2, sau đó gặp nhau cùng tấn công điểm số 3 là nơi gần nội bộ kẻ địch nhất. Dưới tình huống bình thường, lúc chúng ta đột phá khu vực số 3, người quân khu chín chắc đã đột phá rồi, chúng ta có thể gặp bọn họ. Nhiếp nhiên nhìn anh ta chỉ trỏ trên bản đồ, giải thích cạn kẽ với mình. Anh ta rất kiên nhẫn, cũng nói rất nhiều, càng lúc vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng trở nên nặng nề, chỉ còn 6 7 tiếng nữa là đến giờ hành động, bây giờ mới nói kế hoạch này vô dụng, không phải là đang đùa à. Nhưng Nhiếp Nhiên lại trả lời khẳng định, tôi chắc chắn tôi đã dùng rồi. Còn đội trưởng Dịch không nói với anh cũng rất bình thường, bởi vì anh ấy không biết. Hôm nay tôi mới về, trước đó tôi cơ bản không liên lạc với quân khu 9. Mọi người không liên lạc với nhau. A à Hiền kinh ngạc vậy cô hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng kiểu gì? Quân khu 9 phối hợp với cô bằng cách nào? Nhiếp nhiên trả lời, tôi chỉ cần biết đại khái hành động của bọn họ là được rồi, tất cả những gì sau đó là tôi tự do hành động. Hoàn toàn không cần trao đổi à? A à, lực cao mày hỏi. Đúng, không cần, thứ cho đội trưởng A à, lực có kinh nghiệm tác chiến phong phu cũng không chịu nổi phải nhìn nhiếp nhiên từ đầu đến chân một lượt. Một người nằm vùng từ khi rời đi là hoàn toàn thoát khỏi đơn vị đồng thời lúc nằm vùng không cần phải báo cáo với cấp trên cũng không cần biết hành động của đơn vị được tự do hành động thế này đúng là quá khó bề tưởng tượng nếu như gặp nhau thì làm thế nào anh ta hỏi nhiếp nhiên lạnh nhạt hỏi ngược lại mọi người nói làm thế nào được ý cô rất rõ ràng nếu gặp thì đương nhiên là đánh rồi vậy cô từng bị chiến hữu của mình ngộ thương chưa a hiền nghiêm túc hỏi nhiếp nhiên tôi bắn bọn họ bị thương nhiếp nhiên cau mày, vậy nếu không đột phá vòng vây thành công thì sao? Nếu dịch sùng chiêu có tham gia vào đây, với cách làm việc của anh, chắc sẽ giữ lại đường lui. Nguồn web chuyên online.com Trường 2487 Cho dù 10 người bọn họ không xuất hiện thì vẫn có người ở biên giới vây quét. Vậy không bằng để đám người kia đi thẳng đến cửa ải, bị đạn bắn là được chúng tôi đã bàn bạc với đội trường dịch rồi, chúng tôi chỉ trợ giúp chứ không tham gia vào, chỉ cần bảo đảm không để cho một tên tội phạm nào thoát khỏi khu vực biên giới của chúng tôi là được. Nhiếp nhiên kinh ngạc, trợ giúp, không tham gia vào. Cho nên nước ép chỉ để 10 người này hành động còn lại đều đợi ở địa bàn của mình. Vẻ mặt nhiếp nhiên thoáng nặng nề, cô còn tưởng hai nước hợp tác với nhau về mọi mặt hóa ra không phải vậy. Dịch Sùng Chiêu cố gắng đàm phán với đối phương nhiều ngày đến thế cũng chỉ khiến chương 1487 vợ chồng đồng lòng. Nhưng câu này lại khiến người đàn ông tên A Cảnh đó không vui, này. Cô Nguyền dù hành động của chúng tôi thất bại à? A Cảnh, đội trưởng của bọn họ gọi A Cảnh một tiếng, sau đó nói với nhiếp nhiên, có kế hoạch B, kế hoạch gì? Nhiếp nhiên hỏi, vẻ mặt A lực nghiêm nghị, chúng tôi rút lui mỗi cửa ải ở biên giới nước ép đều có người mai phục bọn chúng đi qua sẽ vẫn bị bao vây tiểu trừ. Nhiếp nhiên, nếu thế thì các anh ở đây có ý nghĩa gì? Đối phương ra tay trợ giúp, đủ để nhìn ra được những đất nước này bỏ mặc khu vực này ra sao? Chẳng trách đám người kia hung hăng càn quấy, xưng vương xưng bá biên giới. Có lẽ nếu không phải nhiệm vụ nằm vùng của dịch sùng triều thành mồi dẫn lửa ở khu này, chắc quân khu 9 cũng không hành động nhanh như thế nhỉ? may mà chỉ tranh bắc và dư xuyên đều ở gần nước Z, cộng thêm dịch sùng chiêu khống chế tốt hỏa lực nên bọn họ chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến đất nước khác. Duy chỉ có mạc thừa. Địa bàn của hắn vốn gần nước ép nhất, đại bản doanh cũng sát biên giới, một khi khai chiến thế nào cũng phải báo cho nước ép nếu không thế cục giữa hai nước sẽ trở nên căng thẳng. Chật, không thể không nói hắn rất giỏi tính toán hắn biết nổ súng trên địa bàn của người khác dễ gây ra chiến tranh nhất nên đặt hang ổ của mình ở ranh giới hai nước vậy thì nếu nước Z muốn bao vây tiểu trừ hắn. Còn phải thương lượng thu xếp với nước ép không chỉ mất thời gian còn có thể bị từ chối. Thường là đến cuối cùng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính đến lần này người quân khu 9 quyết tâm muốn dọn dẹp khu vực này. Cho dù tốn thời gian công sức thế nào cũng muốn tiến hành nhiếp nhiên nhìn bản đồ một lúc lâu mới nói với A Lực tôi muốn gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Được, A Lực gật đầu, nhiếp nhiên bước nhanh ra ngoài gọi điện thoại. Lý Tông Dũng kinh ngạc sao thế? Nhiếp nhiên nói thẳng vào vấn đề tôi vừa trao đổi với bọn họ về kế hoạch buổi tối, phát hiện kế hoạch của bọn họ giống với kế hoạch khi tôi dẫn người của Mạc Thừa đi tập kích trí tranh Bắc. Tôi cảm thấy khả năng thành công quá thấp. Sao có thể như vậy? Lần này Lý Tông Dũng cũng không kịp trở tay. Lúc ấy quân khu 9 bọn họ bao vây tấn công trì tranh bắc biết nhiếp nhiên sẽ phối hợp những cụ thể thế nào thì không biết. Bởi vì khi đó tình hình quá đặc biệt bọn họ không kịp nói rõ với nhau. Ngay cả, nhiếp nhiên cũng chỉ biết đại khái kế hoạch của quân khu 9. Sau đó thời gian trở về quá ngắn cũng chưa kịp nói cạn kẽ. Không ngờ bây giờ kế hoạch của hai người lại trùng nhau. Lý Tông Dũng thấy mình sắp tức chết rồi. Lúc này bọn họ còn chơi trò vợ chồng đồng lòng gì chứ? tôi thấy phải lập tức sửa đổi kế hoạch nếu không mấy người chúng tôi không cần thiết phải xuất hiện nhiếp nhiên không biết suy nghĩ trong lòng lý tông dũng cô đề nghị mạc thừa không tin vào sự xuất hiện của bọn họ đương nhiên sẽ chia ra một nhóm người đến tấn công nhiếp nhiên không muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy theo cô phải làm thế nào tôi tự nhận mình không có năng lực vạch ra một kế hoạch phối hợp được với toàn cuộc hơn nữa lúc vạch kế hoạch này chắc chắn anh ấy cũng đã bố trí hoàn thiện mọi điểm trong đó nếu như bây giờ tôi động vào, ván cờ này sẽ hỏng hết. Tôi muốn sửa đổi một chút thôi. Cô muốn sửa thế nào? Mặc thừa biết chúng ta diễn lại trò cũ chắc chắn đoán được số người không vượt quá 20 cho nên hắn sẽ không quan tâm, nhưng nếu như không phải là tập kích bất ngờ. Mà là đánh tiên phong, phía sau có bộ đội áp sát, như vậy hắn sẽ thấy hoảng hốt. Một lúc sau Lý Tông Dũng mới nói, nhưng bảo bọn họ phải thêm một nhóm người, chưa chắc bọn họ đã đồng ý, dĩ nhiên nhấp nhiên biết bọn họ sẽ không đồng ý, chỉ là trợ giúp thôi. Họ sẽ không phí sức dẫn người tới nữa. mươi 2488 66 ca hông cần, tôi chỉ cần nước ép phái thêm hai cái máy bay trực thăng tới là được rồi, trong trực thăng không có ai cũng được nhưng chúng ta nhất định phải tạo nên dáng vẻ hai nước hợp tác với nhau chứ không chỉ là phái 10 người tới trợ giúp. Như vậy bọn chúng mới tin 10 người này chỉ là tiên phong, bộ đội sẽ tới ngay. Nhiếp nhiên biết mặc thừa thông minh, bọn họ vừa tiến vào là hắn sẽ biết được bọn họ có ý gì. Cho nên họ nhất định phải khiến hắn tin họ đánh gọng kim thật. Tôi có thể phái máy bay trực thăng của chúng ta. Dễ thấy Lý Tông Dũng không muốn đi làm phiền đối phương nữa tốt nhất là trực thăng nước ép như vậy bọn chúng mới biết lực tấn công của nước ép lần này, nếu không bọn chúng sẽ ôm tâm lý may mắn. Một khi tất cả chạy đến biên giới, tôi sợ đến cuối cùng vẫn sẽ có cá lọt lưới. Thứ cô cần là thái độ của nước ép. Mạc thừa thông minh hơn chỉ tranh Bắc Dư Xuyên rất nhiều. Nếu như là máy bay trực thăng của quân khu 9, hắn sẽ biết thái độ của nước ép thế thì hắn sẽ không kiêng nể. Dù sao nước ép cũng là con đường cuối cùng của hắn không phải đã bố trí người ở cửa ải rồi sao? Lý Tông Dũng nhớ dịch sùng chiêu từng nói hai kế hoạch này với mình. Nếu như người quân khu 9 không kịp thời tiêu diệt sạch những kẻ đó. Một khi bọn chúng chạy trốn, cửa ải biên giới nước ép sẽ lập tức đánh trả. Biên giới nước ép núi rừng rậm rạp, hơn nữa địa thế còn mênh mông, một khi tiến vào tôi sợ bọn chúng sẽ biến mất giữa núi rừng, một hai tên chẳng sao, nhưng tất cả phân tán ra ẩn náu. Tôi thấy cuộc chiến đấu này chẳng ý nghĩa gì cả. Thì kế hoạch của dịch sùng chiêu rất hoàn thiện, nhưng với sự hiểu biết của cô về Mạc Thừa, chắc sẽ không đơn giản như vậy. Mạc Thừa không khác có là bao, là một người cực kỳ kiêu ngạo, cho dù biết hôm nay người quân khu 9 sẽ bao vây tiểu trừ, hắn cũng sẽ tiến hành phản kích. Nhưng khi không còn cách nào chống đỡ nữa, hắn cũng không phải kiểu người sẽ nghiến răng chịu đựng. Nếu muốn rút lui, hắn tuyệt đối sẽ không rút lui giống như chỉ tranh bắc hắn mới nuốt biên giới chưa được bao lâu các thế lực đều đang sao động rất có thể hắn sẽ lợi dụng những thế lực nhỏ kia kéo chân dịch sùng chiêu đến lúc đó dịch sùng chiêu vừa phải khống chế toàn bộ cục diện còn phải phân tâm đi bắt hắn chưa chắc có thể đuổi kịp mà người ở biên giới thì cô cảm thấy không phải đối thủ của mạc thừa cho nên rất có thể sẽ phí công cô không thích vổ hụt nếu đã làm thì nhất định phải làm tới cùng hơn nữa cô cũng không hy vọng lãng phí tâm huyết của dịch sùng chiêu nhưng mãi mà lý tông dũng không nói gì nhiếp nhiên hỏi tiểu đoàn trưởng ngài thấy sao cuối cùng lý tông dũng đồng ý được rồi tôi nói với nó và người nước ép ngay sau khi cúp điện thoại nhiếp nhiên lại trở về phòng nghiên cứu bản đồ kế hoạch hủy bỏ à đội trưởng a lực hỏi nhiếp nhiên không tôi yêu cầu xin hai chiếc máy bay trực thăng bên chỗ các anh toàn bộ kế hoạch là do dịch dùng chiêu vạch ra, cô không muốn sửa đổi, cũng không đồng ý sửa, cho nên điều duy nhất có thể làm là hoàn thành kế hoạch ban đầu. A à, lực nhíu mày, cô cần trực thăng làm gì để làm bộ làm tịch? đám người nước ngoài nghe sau ngơ ngác nhìn nhau, phái hai chiếc trực thăng để làm bộ làm tịch. đáng thương cho đám người nước ngoài này ngôn ngữ chỉ đạt tới mức giao tiếp cơ bản mà thôi, thật sự không hiểu bốn chữ làm bộ làm tịch này. Nhưng thấy Nhiếp Nhiên cúi đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm bản đồ, họ đành từ bỏ. Một lúc sau, điện thoại của Nhiếp Nhiên rung lên. Lý Tông Dũng nói, "Không được, bọn họ từ chối cho thêm bất cứ sự trợ giúp nào." Nhiếp Nhiên nhìn thời gian, đành phải nói, "Vậy thì dùng trực thăng của chúng ta đi." Bây giờ là dạng sáng mùa đông, sắc trời vẫn u ám, chỉ cần trực thăng bay từ phía nước ép đến, chắc cũng lừa được thôi. Ai ngờ Lý Tâm Dũng nói, không được, địa bàn của Mạc Thừa quá gần nước ép, đã không nằm ở vùng trời quốc gia chúng ta nữa, muốn trực thăng qua đó cần thương lượng nếu không họ sẽ bị bắn hạ. Thế này tính gì là hợp tác? Nhiếp nhiên nghe xong giận đến nỗi muốn đập điện thoại. Thái độ này mà dịch sùng chiêu cũng bàn. chương 2489 Tất cả phải theo quy củ. Đấy đã là nhượng bộ rất lớn rồi những năm qua hai nước điều đình không ít nhưng chiến tranh trong nước bọn họ thỉnh thoảng lại bùng nổ không quan tâm đến bên ngoài được bây giờ khó khăn lắm mới yên bình lại đương nhiên không muốn làm gì nữa lý tông dũng trầm giọng nói nghe có vẻ tâm trạng không được tốt lắm chắc là vừa rồi thương lượng bị người ta làm khó nhiếp nhiên hít mắt lại không muốn làm gì nữa đúng không tôi biết rồi chuyện này cứ để tôi cô định làm gì lý tông dũng do dự hay là lát nữa tôi bảo nó đi đàm phán dù sao nó cũng khá quen thuộc bên kia nhiếp nhiên từ chối đừng để anh ấy làm anh ấy đủ bận rồi chuyện ở đây để tôi giải quyết cô chắc là giải quyết được chứ lý tông dũng vẫn nghi ngờ yên tâm đi tôi nhất định khiến ông ta ngoan ngoãn dâng trực thăng lên bằng hai tay cô không tin có hai cái trực thăng mà mình cũng không giải quyết được nhiếp nhiên lại hỏi lãnh đạo trực tiếp của bọn họ là ai là tư lệnh kevin lý tông dũng trả lời ông ta biết nói tiếng nước ta không chắc là biết một chút sau khi xác định không có trở ngại trong việc trao đổi với đối phương nhiếp nhiên cúp điện thoại nói với đội trưởng a lực tôi muốn tìm tư lệnh kevin của các anh phiền anh liên lạc giúp tôi xin hỏi cô tìm ngài ấy có chuyện gì vừa nãy nhiếp nhiên đi không xa cho nên bọn họ nghe được đại khái nội dung biết thỉnh cầu mới nhất của cô bị từ chối rồi vì thế anh ta không dám tùy tiện liên lạc với cấp trên chỉ giả vờ không biết nhiếp nhiên biết họ nghĩ gì nhưng vẫn nói tôi cần nói với ông ta chuyện liên quan tới lần đột phá vòng vây này chuyện này không thuộc phạm vi quyền lợi của cô là tiểu đoàn trưởng của chúng tôi bảo tôi thương lượng vậy thì nên là tiểu đoàn trưởng của các cô liên lạc cho cô mới đúng để tiểu đoàn trưởng của chúng tôi tìm qua tốn thời gian bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian như vậy liên lạc từ chỗ anh nhanh hơn không được nhất định phải làm việc theo quy định dù đến lúc đó các anh chết hết cũng không sao à Phong cách làm việc của Mạc Thừa rất quái đản, một khi bị hắn nhìn thấu kế hoạch đồng nghĩa với việc hắn đã nắm được quyền chủ động. Cũng có nghĩa là mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay hắn. Chúng tôi sẽ không chết, chúng tôi có thể rút lui. Rút lui, giờ đến sức cười lạnh nhiếp nhiên cũng không có. Anh nói rút lui là rút lui được chắc. Anh nghĩ người của Mạc Thừa để trưng bày à? Tôi nói cho anh biết nếu anh không sớm liên lạc cuối cùng tất cả chúng ta sẽ chết tất cả. Anh hiểu không? đáng tiếc đội trưởng a lực vẫn lạnh lùng có vẻ không hiểu lắm dĩ nhiên anh ta cũng không thèm hiểu bởi vì anh ta cảm thấy nữ binh tên nhiếp nhiên này đang lừa mình dù sao anh ta cũng là quân nhân các trận chiến đấu lớn nhỏ trong nước anh ta chưa trải qua một nghìn thì cũng đến vài trăm dẫn người đột phá vòng vây tập kích nhiều không đếm xuể nên anh ta không để lại nhiếp nhiên vào tai hơn nữa anh ta nhớ đội trưởng dịch từng nói đừng để cô gái này làm bậy tóm lại tất cả đều phải theo quy định anh ta ném lại một câu rồi quay đi nghiên cứu tuyến đường bị từ chối hết lần này đến lần khác khiến sắc mặt nhiếp nhiên dần dần trở nên khó coi bầu không khí khó lắm mới dịu đi vì chuyện này mà đóng băng a à hiền tiến lên giảng hòa em gái đừng tức giận đừng tức giận không bằng cô nói với tiểu đoàn trưởng của các cô xem nếu như chuyện này thật sự nghiêm trọng như vậy thì cô nên bảo tiểu đoàn trưởng liên lạc giúp cô mới đúng thế thì biết đâu tư lệnh của chúng tôi sẽ nghe cô nói mấy câu Nhiếp Nhiên cau mày nhìn anh ta, cô đang định nói thì điện thoại rung lên, là Lý Tông Dũng gửi đến, một dãy số cùng bốn chữ, số của ông ta, có lẽ biết người ở đây sẽ không báo lên nên Lý Tông Dũng mới gửi thẳng số cho cô. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên dịu đi, không phải vì lấy được số điện thoại, mà vì thái độ của Lý Tông Dũng. Chương 2490 Mắng cấp trên hùng giữ thật ông nên lo lắng và nghi ngờ mới đúng dù sao ông không ở cạnh cô không biết cô nói gì với đối phương hơn nữa cô còn nóng tính không nói hẳn hoi có thể dẫn đến tranh chấp giữa hai nước nhưng dù vậy ông vẫn đưa số điện thoại cho cô chứng tỏ ông tín nhiệm cô lúc này cô thấy hơi ghen tị vi dịch sùng chiêu có một người thầy tốt như vậy nhiếp nhiên đè nén cảm xúc của mình sau đó bấm dãy số kia điện thoại vang lên mấy tiếng đã có người nghe Cô hỏi thẳng, xin hỏi là tư lệnh Kevin đúng không? Cô là ai? Nghe giọng có vẻ tuổi đối phương gần với Lý Tông Dũng, nhưng nói chuyện không lưu loát lắm. Tôi là nữ binh quân khu 9 của nước Z, nhiếp nhiên. Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi cho tôi số của ngài. Nữ binh, đối phương hình như hơi không vui. Đúng vậy, tôi là nữ binh hợp tác với đơn vị ngài lần này, bởi vì kế hoạch có thay đổi nên tôi muốn ngài phái hai chiếc trực thăng tới đây vào sáng sớm ngày mai giọng đối phương cực kỳ mất kiên nhẫn. Tôi đã nói với tiểu đoàn trưởng của các cô rồi, chuyện này không thể được. Chúng tôi chỉ trợ giúp, không hợp tác. Nhưng bây giờ kế hoạch thay đổi, nếu như ngài không phát trực thăng đến. Mười người này sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ là binh lính xuất sắc nhất của đơn vị chúng tôi, không dễ chết thế đâu. Hơn nữa, kế hoạch thay đổi là do người quân khu chín các cô không bàn bạc bà cẩn thận, không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi chỉ trợ giúp, đã nói rõ với nhau từ lúc đàm phán rồi, chúng tôi không cung cấp những thứ khác." Nói xong ông ta cúp điện thoại. Tút tút tút, tiếng máy bận truyền tới khiến Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Đệch, dám cúp điện thoại của cô. Nhiếp Nhiên hơi tức giận, không chỉ là vì mình, cũng vì dịch sùng chiêu. Nếu như thái độ của nước ép luôn là thế này, vậy ban đầu dịch sùng chiêu đi điều đình còn bị đối phương lạnh nhạt thế nào. Người đàn ông của cô chịu nhiều uất ức thế mà cô lại không biết Vẻ mặt cô vô cùng u ám và khó coi, cô bấm điện thoại lần nữa. Sau nửa phút người đầu kia không chịu nổi phải nghe máy. Ông ta mất kiên nhẫn khiển trách rốt của cô đang làm cái gì thế tôi nói rồi. Chúng tôi, nhưng ông ta còn chưa nói xong, nhiếp nhiên đã gớp lời. Tôi biết ngài không trợ giúp, tôi cũng chỉ nói với ngài một câu cuối cùng này thôi ngài không trợ giúp cũng chẳng sao chúng tôi vẫn rút lui được nhưng ngài nhớ lấy hôm nay là ngài từ chối sau này biên giới nước ép các ngài xuất hiện bất cứ vấn đề gì chúng tôi cũng sẽ từ chối đến lúc đó nội chiến cộng thêm biên giới hỗn loạn không biết tư lệnh Kevin sẽ bận thế nào đâu cô nói liến thoáng một tràng rồi cúp điện thoại khiến mấy người bên cạnh há hốc môm cái bút trong tay a hiền rơi xuống đất vẻ mặt đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa rồi anh ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cô đang gọi điện thoại cho cấp trên của bọn họ à? Oh my god. Bọn họ chưa từng thấy có ai dám nói như vậy với tư lệnh Kevin. A à, Lực thấy cô chửi bới tư lệnh một trận thì mới hiểu được chẳng trách chẳng trách đội trưởng dịch muốn anh ta để ý cô. Tránh cô gây chuyện, cô gái này còn phản nghịch hơn cả các phần tử phản nghịch trong đơn vị của bọn họ. Đúng là đại nghịch bất đạo. Nếu ở trong đơn vị bọn họ, có lẽ cô sẽ bị phạt đến chết nhưng nhiếp nhiên hoàn toàn không để ý những thứ này, bây giờ cô chỉ tập trung vào cái điện thoại. Vào giờ phút này, thứ cô cầm dường như không phải một cái điện thoại, mà là cả thế giới. Một giây, hai giây, ba giây. Đến giây thứ năm, cuối cùng điện thoại cũng rung lên, nhiếp nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra vừa rồi cô không hề có ý đó. Cô chỉ muốn khích vị tư lệnh này, muốn dùng trận mắng này đổi lấy mấy phút nói chuyện điện thoại thôi. Vị tư lệnh này mà không nghe máy thì cô hết cách, nhưng chỉ cần ông ta đồng ý nghe cô nói thì cô sẽ nắm chắc 80 đến 90% là có thể thuyết phục được ông ta. Chương 2491. Cẩn thận khó giữ được chức vụ, Nhiếp Nhiên hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe. Quả nhiên vị tư lệnh kia nổi giận đùng đùng dùng khẩu ngữ kém chất lượng cứng nhắc chất vấn Nhiếp Nhiên, cô có ý gì? Cô dám uy hiếp tôi? Một nữ binh nhỏ bé mà lại dám uy hiếp tôi. Cô có tin tôi bảo. Tiểu đoàn trưởng của các cô trục xuất cô không hả? Đúng, tôi chỉ là một nữ binh nhỏ bé, nhưng tôi nghĩ chẳng mấy mà địa vị của ngài còn không bằng nữ binh như tôi đâu. Nhiếp nhiên cố ý khích ông ta, kết quả đúng là không phụ sự kỳ vọng của cô. Vị tư lệnh kia nổi giận gầm lên với Nhiếp. Nhiên, cô có tư cách gì nói như vậy? Tôi bóp chết cô như bóp chết, bóp chết một con kiến còn dám nói từ chối trợ giúp cô có tư cách gì nói từ chối trợ giúp cho dù tương lai biên giới xảy ra vấn đề đó cũng là chuyện giữa hai nước đến lượt cô nói à thấy cảm xúc của ông ta sắp đến cực điểm nhiếp nhiên vội vàng tiến vào chủ đề chính không phải vấn đề giữa hai nước mà là vấn đề của nước ngài cô lạnh lùng nói một câu như có như không này khiến con cá lớn lập tức cắn câu cô có ý gì giọng tư lệnh kevin vô cùng kích động ý tôi là một khi chúng tôi rút lui bọn chúng sẽ tiến vào biên giới nước ép vị tư lệnh đại nhân kia lạnh lùng hừ một tiếng chẳng lẽ người của chúng tôi chưa nói với cô những người còn lại đang đợi ở biên giới à vô dụng thôi cho dù ngài chặn hết tất cả cửa ải nhưng địa thế nơi này dốc phạm vi lại lớn núi rừng rậm rạp bọn chúng hoàn toàn có thể tìm một chỗ mọi người không chú ý tới tản ra ẩn nấp như vậy thì mọi người ở trong núi giống như đang chơi bịt mắt bắt dê ở ngoài biển khơi ngài chắc chắn ngài có thể tốn nhiều thời gian đi bắt từng tên trong phạm vi lớn như vậy không nếu như không thể đến lúc đó mọi người rút lui bọn chúng sẽ an cư lạc nghiệp ngay trên địa bàn của các người ngài nói xem đây rốt cuộc là vấn đề của ai nhiếp nhiên thấy đối phương không nói gì lại cố ý khích ông ta vốn dĩ là hai nước chung sức hợp tác cùng tiêu diệt giảm tổn hại đến mức nhỏ nhất nhưng mà ngài lại không vui vậy chắc là ngài đã nghĩ xong các biện pháp đối phó rồi nhỉ thế thì đến lúc đó tôi sẽ bảo bọn chúng qua đó bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười lạnh cô đừng lừa tôi làm gì có chỗ như cô nói tôi đã bố trí người ở tất cả các cửa ải rồi bọn chúng không thể nào vào được thấy ông ta trả lời như đinh đóng cột lần này đến lượt nhiếp nhiên cười lạnh cô quay lại lấy bản đồ trong tay đội trưởng a lực không thể nào à vậy ngài mở to mắt nhìn cho kỹ bản đồ đánh dấu phía Tây. Nam khu vực A, phía Tây Bắc khu vực Z, cùng với phía Đông Nam khu vực 50, địa thế ba nơi này vô cùng dốc, mọi người không thể bố trí người vào đó. Mà ba điểm này cùng với những nơi nguy hiểm để ẩn nấp mà tôi không chỉ ra khác sẽ là cổng lớn cho bọn chúng tiến vào địa bàn của mọi người. Trong điện thoại truyền tới tiếng lật giấy, sau đó ông ta nói, chỗ này rất khó đi, bọn chúng đi vào chính là chết. Chết, ngài đúng là quá coi thường bọn chúng rồi tại sao quân khu chín động tới bọn chúng cuối cùng tại sao bọn chúng lựa chọn đặt hang ổ bên ngoài biên giới nước ép ngài đã nghĩ đến những chuyện này chưa nhiếp nhiên đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến đối phương không theo kịp tiết tấu của cô bởi vì bọn chúng nhìn ra được rằng nước ngài loạn trong giặc ngoài không quan tâm được đến bọn chúng mà nếu như chúng tôi muốn giải quyết bọn chúng sẽ phải điều đình rất lâu với nước ngài ngài cảm thấy nhiều năm như vậy mà hắn không mò ra được đường đi bên chỗ ngài giữ cho mình một con đường xấu mà bên kia điện thoại im lặng nhiếp nhiên nhân lúc ông ta còn chưa lên cơn tiếp tục nói cho nên lần bao vây tiêu trừ này trên thực tế không phải mọi người nghĩa khí giúp chúng tôi mà là hai nước chung sức hợp tác trả lại trật tự cho biên giới của cả hai nếu như ngài vẫn khăng không chỉ làm theo thỏa thuận thì cũng được nhưng tôi nói rõ trước đến khi bọn chúng tiến vào biên giới nước ngài hơn nữa tình thế phát triển đến mức không có cách nào thu dọn mọi người muốn xin giúp đỡ dĩ nhiên chúng tôi là nước láng giềng nhất định sẽ giúp nhưng hôm nay mọi người giúp chúng tôi bao nhiêu tương lại chúng tôi cũng trợ giúp mọi người bấy nhiêu tuyệt đối sẽ không nhiều hơn một phần nào à đúng rồi còn có một điểm tôi cần phải nhắc nhở tư lệnh đại nhân ngài trợ giúp chúng tôi dọn dẹp đường biên giới kết quả không chỉ không dọn sạch mà còn để người tiến vào khu vực của mình không biết tương lai nếu cấp trên của ngài biết chuyện này sẽ có thái độ gì đây 2492. Tôi xin lỗi cô còn là thái độ gì được? Đương nhiên là nổi giận rồi. Ông ta không ngờ nữ binh này lại nói với mình như thế. Còn cả đám quân phản loạn trong nước biết chuyện này, nếu tập hợp đám người kia lại cùng làm loạn, không biết chức vụ tư lệnh này của ngài còn giữ được không? Giọng Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh, nhưng chữ nào cũng như kim đâm vào trong lòng đối phương. Lưng ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh như rơi vào hầm băng. Tiếng hít thở nặng nề vang lên nhiếp nhiên không vội, cứ cầm điện thoại chờ đợi. Ở trong lòng cô, đối phương yên lặng như vậy thật ra đã là ngầm thỏa hiệp rồi. Quả nhiên, đợi khoảng gần một phút cuối cùng đối phương cũng nói. Cô muốn làm gì? Sáng sớm ngày mai phái bốn chiếc trực thăng tới, bay quanh quần bên trên một phút. Nhiếp nhiên không chút khách khí đưa ra yêu cầu. Bốn chiếc, không phải vừa nãy cô nói là hai chiếc à? Người bên kia điện thoại thấy nhiếp nhiên thừa nước đục thả câu mà nóng nảy nhưng bây giờ quyền chủ động đã nằm ở trong tay nhiếp nhiên, cô thản nhiên nói, dùng bốn chiếc máy bay trực thăng đổi lấy chức vụ tư lệnh của ngài, rất lãi. Bên kia dùng công kích, qua một lúc mới đành nói, được tôi sẽ bố trí cho cô. Nhớ lấy, có thể gióng trống khua chiêng được bao nhiêu thì cứ làm, tôi muốn bọn chúng biết tiếp viện tới rồi, nếu không. Nhiếp nhiên không nói hết, nhưng ý trong đó ý đã vô cùng rõ ràng. Ngài tư lệnh chỉ có thể thở dài đồng ý, tôi biết rồi nhiếp nhiên cúp điện thoại, nhắn tin cho Lý Tông Dũng nói bên này đã hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa, bảo ông không cần lo lắng. Sắp xếp ổn thỏa xong tất cả, cô mới quay người lại thì thấy một đám người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn chăm chăm mình. A à Hiền kính phục cảm thán, cô ngầu thật dám nói với cấp trên của chúng tôi như vậy. Bị ép thì anh cũng làm được, nhiếp nhiên cúi đầu xem bản đồ. Có lẽ đánh chết anh ta cũng không làm được chuyện này. Chẳng trách quân khu 9 lại phái cô tới đội trưởng a lực nói cô rất lợi hại ừ tôi biết nhiếp nhiên không hề khiêm tốn cô gật đầu giống như đây là chuyện đương nhiên a lực thấy nhiếp nhiên luôn cúi đầu nhìn bản đồ bèn hỏi cô có muốn thay đổi gì trong kế hoạch không nhiếp nhiên chỉ nói không cần kế hoạch vẫn theo như của đội trưởng dịch tôi chỉ muốn tạo ra giả tưởng chúng ta không chỉ có mười người mà thôi thật ra vừa rồi cô hoàn toàn có thể bảo tự lệnh phải thêm một nhóm người đến giúp a à, lực nói với cô nhưng nhiếp nhiên lại từ chối đề nghị của anh ta không cần như vậy quá làm khó ngài ấy cô vừa làm khó còn ít à a à, hiền oán trách nhiếp nhiên ngẩng đầu lên liếc anh ta vừa nãy tôi làm như vậy là bởi vì chúng ta không thể tiến hành kế hoạch cũng không thể bảo đảm an toàn tính mạng cho mười mấy người mà bây giờ nếu cấp trên của các anh đã đồng ý kế hoạch của chúng ta cũng có thể triển khai bình thường là đủ rồi dù sao nước anh nội chiến quanh năm nhân lực thiếu nhiều tôi không cần phải làm khó đến thế dĩ nhiên quan trọng nhất chính là cô sợ yêu cầu quá mức sẽ phản tác dụng vậy thì rất không có lợi nhưng điều này cô không cần phải nói ra mà kết quả của việc không nói ra chính là đội trưởng A lực đột nhiên đứng nghiêm chào quân đội với cô, nói sang sảng tôi xin lỗi cô vì thái độ vừa rồi của mình. Anh ta chào vô cùng tiêu chuẩn, đối với, nhiếp nhiên thì cách xin lỗi này cực kỳ nghiêm trọng, dù sao cô cũng chỉ là một binh lính bình thường mà thôi, còn đối phương lại là một đội trưởng. Trường 2493 Nữ binh không đơn giản nhiếp nhiên không phải kiểu người thù dai, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng mà thôi. Sau đó cô lại bồi thêm một câu, mặc dù vừa rồi đúng là rất khó chịu. Đội trưởng A lực phiền muộn, cô đúng là rất thành thật. Thành thực là một đức tính tốt. Nếu như dịch sùng chiêu nghe thấy lời này, có lẽ sẽ thức đến nội thương. Hai chữ này liên quan đến cô à? đội trưởng a lực lấy cái tay nghe bộ đàm trong túi ra đưa cho nhiếp nhiên đây là thiết bị liên lạc của chúng tôi cô đeo vào lúc nào cần có thể giữ liên lạc bọn họ sẽ chia thành hai tổ tấn công nên cần phải giữ liên lạc tránh sau khi mất liên lạc làm ra quyết định sai lầm cảm ơn nhiếp nhiên đeo vào rồi kiểm tra đơn giản theo giao hẹn của tôi và đội trưởng dịch thì còn một tiếng nữa chúng ta sẽ hành động đội trưởng a lực nhìn đồng hồ nói với nhiếp nhiên nhiếp nhiên lại nhìn bản đồ, hỏi tôi được bố trí vào tổ nào. Chức năng chỉ đường của cô sẽ bắt đầu sau khi vượt qua điểm số 1 số 2, cho nên trước đó cô sẽ hành động cùng một tổ. Cô có thể vào tổ tôi, cũng có thể vào tổ của A Hiền, cô tự chọn đi. A lực chỉ mình và A Hiền bên cạnh cô. Nhiếp nhiên nói thẳng, tôi cùng tổ với anh. A Hiền như bị đả kích lớn, cô không muốn cùng tổ với tôi. Oh my god, cô làm tổn thương trái tim yếu đuối của tôi rồi. Bởi vì anh quá ổn nhiếp nhiên nói thẳng không kiêng rẻ. Tôi ổn, chẳng lẽ không phải là dí dỏm, hài hước à? Không phải, trong một tiếng sau đó, nhiếp nhiên và đội trưởng A lực trò chuyện cạn kẽ về kế hoạch thêm lần nữa. Nói chuyện xong, anh ta đứng dậy ra lệnh cho 9 người còn lại. Nào, đến giờ rồi, kiểm tra trang bị rồi chuẩn bị lên đường đi. Đám người kia không giống với người quân khu 9. Bọn họ không trả lời rõ hay không mà đứng thẳng tắp dẫm mạnh chân dùng tiếng bước chân trình tề mà vang rồi để trả lời. Mọi người nhanh chóng kiểm tra từng món đồ trong túi, bao gồm dao quân dụng và băng đạn. Nhiếp nhiên cũng tháo phù hiệu của quân khu chín xuống, dán ký hiệu quân nhân đại biểu cho nước xét lên. Ký hiệu đỏ tươi trên đồng phục tác chiến màu đen của quân khu chín vô cùng nổi bật. Đến khi chỉnh trang xong, A Lực mới dẫn bọn họ ra khỏi nhà kho. Mười một người chia thành hai xe, nhiếp, nhiên theo A Lực lên cùng một chiếc xe vừa mới ngồi xuống một người đàn ông đã chủ động nói với cô chào cô tôi là a mông chính là người vừa đón cô tôi cũng tổ của a lực nhiếp nhiên ngẩng đầu lên nhìn đúng là người đàn ông lúc nãy đón cô thật cô không ngờ anh ta lại chủ động nói chuyện với mình nhưng dù sao lễ phép tối thiểu vẫn phải có chào anh cô gật đầu rồi cũng không nói gì nữa a à mông không hề so đo từ khi đón cô anh ta đã thấy được cô gái này không phải là người đơn giản sau đó lúc nhiếp nhiên trao đổi với đội trưởng và cấp trên quả nhiên không ngoài dự đoán của anh ta xe nhanh chóng khởi động lao vào trong màn mưa mưa vẫn không ngừng rơi đã là gần nửa đêm rồi trời đất tối đen trên con đường trống trải chỉ có hai chiếc xe đang lao nhanh nhiếp nhiên ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài mưa lớn giống như chút nước trên cửa kính như được phủ một cái mảnh làm bằng nước không thể nào nhìn thấy cảnh vật bên ngoài trời lạnh còn mưa to nói thật cô rất lo lắng lúc tập kích sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn từ khi cô đến chỗ mặc thừa đến giờ mưa càng lúc càng lớn hơn không biết lúc nào mới có thể tạnh đang nghĩ gì thế a à, mông thấy cô ngẩn người nhìn ra ngoài tưởng cô lo lắng chuyện tập kích yên tâm đi không sao đâu nhiếp nhiên gật đầu tu hồi ánh mắt Bây giờ bọn họ vẫn còn khá xa phạm vi tấn công, thế là cô dứt khoát ôm súng ngồi nghỉ ngơi. Chương 2494. Cô còn cần chăm sóc à? Bầu không khí trong chiếc xe việt dã cao lớn rất ngột ngạt. Nhiếp Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn thần thái rất tự nhiên. Hoàn toàn không giống đi đánh giặc mà giống đi du lịch hơn đến các binh lính lâu năm trong đơn vị bọn họ cũng chưa chắc đã có được trạng thái tâm lý này a mông đột nhiên cảm thấy câu an ủi vừa rồi của mình hơi ngốc xe lắc lư trên con đường gồ ghề qua khoảng gần một tiếng cuối cùng xe cũng dừng lại xe vừa dừng lại tất cả đều nhanh chóng tiến vào trạng thái tác chiến nghiêm chỉnh xuống xe trời mưa lớn gần như vừa mở cửa xe là người đã ướt đẫm người hai đội đến địa điểm mục tiêu trong thời gian chỉ định Vừa tiến vào nhiệm vụ, vẻ ôn hòa của đội trưởng A lực lập tức biến mất. Anh ta lạnh lùng đứng ở trước mặt bọn họ. Nói xong liền dẫn đội ngũ của mình bước nhanh về điểm số 1. Để phòng kinh động đến người của mạc thừa, bọn họ không lái xe đến quá gần mà đi bộ trong đêm tối. Tiếng sột soạt bị tiếng mưa lớn bao trùm. Mặc dù thời tiết xấu nhưng cũng thuận lợi cho bọn họ áp sát. Nước chảy theo vành mũ xuống làm nhiếp. Nhìn gần như không thấy rõ con đường phía trước. A Cảnh lẩm bẩm, mưa thật phiền phức, tiếp đó là một chuỗi xì xà xì sổ nhiếp nhiên nghe không hiểu. Nhưng từ trong giọng nói của anh ta là có thể nghe ra được không phải lời tốt đẹp. Sắt áp, đội trưởng A Lực nghe thấy, mắng một câu. Mặc dù vẻ mặt không cam lòng, nhưng A Cảnh vẫn lập tức ngậm miệng lại. Đội ngũ khôi phục sự yên tĩnh, sáu người tăng tốc tiến vào trong núi. Vòng vèo không biết bao lâu a à lực dừng lại, giơ tay ra hiệu cho năm người phía sau đứng im, nhiếp nhiên cúi đầu nhìn, dưới chân núi có mười mấy người đang cầm súng đứng gác. Chắc là thuộc hạ của Mạc Thừa, vẻ mặt tên nào cũng rất căng thẳng, chúng cầm súng kiểm tra xung quanh. Chắc là tình hình chiến đấu phía trước rất căng thẳng, cho nên bọn chúng mới nghiêm túc khẩn trương đến vậy. Đối với nhiếp nhiên thì đây là một tin tốt. Tổng cộng có 12 tên, mỗi người hai mục tiêu a lực nói xong lại do dự hỏi nhiếp nhiên được chứ dù sao anh ta cũng chưa thấy năng lực thực chiến của cô do dự như vậy cũng có thể hiểu được nhiếp nhiên gật đầu được a lực ra lệnh cho năm người kia phân tán ra nhào đến chỗ mục tiêu của mình bởi vì là tập kích nên trước khi vào khu vực số 3, a lực yêu cầu bọn họ không được nổ súng tránh người xung quanh chú ý vì thế tất cả mọi người đều cất súng đi rút dao từ từ đến gần mấy người kia 12 tên kia cách nhau khá xa nên rất dễ ám sát. Nhiếp Nhiên lặng yên đến gần mục tiêu của mình trong tiếng mưa ào ào. Cô dán chặt con dao quân dụng vào trong cổ tay, để phòng có ánh sáng lóe lên sẽ bại lộ vị trí của mình. Đường núi gồ ghề, cây cối rậm rạp che chắn, tiếng nước mưa lớn trở thành ống hãm thanh tự nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn chăm chú một mục tiêu trong đó, cô nhào tới một tay bịt kín miệng đối phương, tay còn lại vung dao cắt mạnh cổ hắn lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ họng đối phương máu bắn ra ngoài nhiếp nhiên cảm nhận được cơ thể tên kia giật một cái chưa phát ra được một tiếng đã ngã xuống nước mưa rội nhanh vết máu trên lưỡi dao không để lại chút dấu vết nào nhiếp nhiên không nhìn người dưới đất lấy một cái hướng tới mục tiêu thứ hai màn đêm tối đen có hành động cực nhanh tên thứ hai cũng một dao mất mạng y như tên kia cô nói với người trong tay nghe hoàn thành nhiệm vụ a à, lực vừa mới giải quyết xong mục tiêu thứ hai nghe thấy câu này thì hơi sửng sốt trả lời đã nhận sáu người giống như ma quỷ tiêu diệt hết 12 hai gã kia bọn họ thành công tiến vào điểm số một những mục tiêu sau còn phòng vệ chặt chẽ hơn vốn dĩ a à, lực còn muốn nghe lời đội trường dịch chăm sóc nhiếp nhiên nhưng sau khi chính mắt thấy nhiếp nhiên giết người anh ta bỗng cảm thấy có lẽ lúc đó đội trưởng dịch khách khí với mình mà thôi thủ đoạn quyết đoán thế này còn cần anh ta chăm sóc à đùa chắc v -e -b -t r u -i -e -n o n -l -i n -e chương 2495 Gặp nhau rồi lúc cô giết người rất rừng dưng ngay cả anh ta là đàn ông mà cũng mất mồ hôi cô phải giết bao nhiêu người trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể rừng dưng thế này A à, lực rất nghi ngờ hồi hồn đột nhiên trong tay nghe truyền đến giọng nói rất bình tĩnh của nhiếp nhiên lúc này anh ta mới nhớ mình đang định thực hiện bước tập kích tiếp theo bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy phát run trong lòng anh ta biết rõ mình thất thần trong nhiệm vụ là chuyện nghiêm trọng thế nào ngộ nhỡ lúc anh ta thất thần mà đạn bay tới thì bây giờ anh ta đã chết tại chỗ rồi lúc này anh ta không dám nghĩ ngợi lung tung nữa tập trung tinh thần nhìn một mục tiêu phía xa khi nhìn rõ số người của đối phương, anh ta thấp giọng nói, "Tôi trên, cô dưới." Nhiếp Nhiên và A à Lực cách nhau một đoạn, nghe thấy mệnh lệnh này, cô từ chối. Đây là lần đầu tiên trong hành động Nhiếp. Nhiên từ chối chỉ thị của anh ta, "Tôi trên, anh dưới." Nói xong lại sợ đối phương không đồng ý, cô lập tức bổ sung một câu, "Tôi nhỏ, hành động thuận lợi." Đám đàn ông bọn họ cao lớn hơn cô, mặc dù năng lực hành động của bọn họ chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng cô làm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. A Lực chú ý an toàn, thật ra vừa rồi anh ta muốn bảo Nhiếp. Nhiên lên trên, nhưng vì lời dặn dò của đội trưởng dịch nên mới quyết định để mình. Đúng là chuyện leo trèo này thích hợp với người nhỏ nhắn như Nhiếp Nhiên hơn. Bây giờ Nhiếp Nhiên chủ động yêu cầu, đương nhiên anh ta sẽ không phản đối, nhưng vẫn phải quan tâm và nhắc nhở. Trong tai nghe truyền đến giọng nói bình tĩnh của Nhiếp Nhiên, đã nhận. Nói xong, A Lực thấy cô đi về một phía khác lần này mặc thừa không bố trí mười mấy người đứng một cụm đơn giản như trước mà có hai tầng trên dưới tổng cộng bốn người trong đêm tối cô nhanh như một con báo dán chặt vào tường di chuyển dần đến vị trí thích hợp cô ngừng đầu lên nước mưa to như hạt đậu đập vào mặt hơi đau nhưng cô không né tránh cô nhất định phải tìm được vị trí nghĩ cách nhảy lên mưa lớn như vậy mà cô vẫn phải ngẩng đầu mở mắt nhìn kỹ mấy giây sau cô nắm chặt bàn tay đã lạnh tê tái của mình nước mưa lạnh thấu xương khiến cơ thể cô giống như một tảng bằng đang tỏa ra hơi lạnh nhiếp nhiên tìm một vị trí hai gã trước mặt không nhìn thấy chạy lấy đà rồi nhảy mạnh lên bám vào đường ống bên ngoài tầng dùng sức nhảy lên cô khom người nấp ở bên ngoài thấy hai gã kia đang đứng một phải một trái trách với mình nếu là trước kia cô có thể lập tức nhảy qua nhưng bây giờ không được ở độ cao này cộng thêm người cô ướt đẫm nếu muốn nhảy từ bên ngoài vào nhất định sẽ có tiếng nước nhỏ xuống đất Khoảng cách gần thế này sẽ rất dễ phát hiện ra tiếng nước chảy. Nguồn: uibeteroyenonliney.com. Vì vậy cô ném mấy hòn đá đã chuẩn bị từ trước ra. Quả nhiên người kia bị kinh động, nhìn xung quanh. "Sao thế? Gã bên cạnh thấy vậy, hỏi. Hình như Tạo vừa nghe thấy có tiếng gì đó, giống như tiếng đá rơi xuống. Hắn vừa nói vừa nhìn quanh tên kia nghe vậy cũng giáo sắc nhìn sau khi xác định không có gì khác thường mới nói làm gì có tiếng gì chắc là mưa lớn quá đá rơi xuống thôi đối phương thấy hình như cũng có lý nên không nói gì nữa nhưng chỉ mấy giây sau lại có một tiếng vang lanh lành truyền tới không phải tạo thật sự nghe thấy có tiếng gì đó gã kia cúi đầu tìm dưới đất nhưng nhiếp nhiên còn rất chuẩn hòn đá ném ra xong sẽ lan xuống dưới không có dấu vết gì cả Gã đối diện thấy vậy cũng cúi đầu nhìn, chỗ nào? Tao, tao không biết. Hắn tìm mãi không thấy có gì khả nghi thì càng thấy sờn tóc gáy. Tên đối diện nói, có lẽ mấy ngày nay mày không ngủ nên hồ đồ rồi. Lát nữa hai thằng kia đến, mày đi ngủ một lúc đi. Không thể nào, tao nghe thấy thật. Hắn thấy đối phương không tin mình, lại muốn chứng minh, tìm đi tìm lại. Lần này hắn tìm vô cùng cẩn thận, ngay cả đầu cũng thò ra ngoài. Men theo tường đi một vòng khi đi tới điểm cuối cùng thì gặp nhấp nhiên ở bên ngoài. Chương 2496 Xuất phát tới điểm tiếp theo nhấp nhiên khẽ mỉm cười, thậm chí còn giơ tay chào hắn. Tên kia bị nụ cười bất ngờ của cô làm cho sững sờ ba giây. Đến khi hắn hoàn hồn lại, còn chưa kịp lên tiếng hay làm gì đã thấy trước mắt hoa lên, ngực lạnh buốt hoàn toàn mất ý thức hóa ra từ lúc hắn hoàn hồn lại nhiếp nhiên đã nhào đến bịt miệng hắn cắm thẳng dao vào tim hắn tốc độ của cô quá nhanh không cho đối phương có bất cứ phản ứng gì nhiếp nhiên giải quyết xong gã đàn ông kia nhảy vào trong tên bên trong thấy mãi mà hắn không quay lại gác thì oán trách được rồi tìm một vòng cũng không thấy cái gì chắc chắn là không có mày đừng đa nghi như tào tháo nữa nửa đêm còn lắm chuyện nhưng không có ai đáp lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái quay đầu nhìn thì một gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở sau lưng làm hắn giật mình vừa mới há miệng kêu ma thì đã bị một phát dao kết liễu lúc ngã xuống đất hắn dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại nhìn về phía gã bạn mình đã nằm ở xa tên kia đã không còn nhúc nhích máu đang chảy ra khỏi cơ thể thành một vũng lớn hóa ra đó không phải là ma là người khi hắn bừng tỉnh cũng là lúc tắt thở máu chảy ra khỏi cổ họng hắn hòa với nước mưa dưới đất nhiếp nhiên định báo cáo thì a lực hỏi bên dưới đã kết thúc chỗ cô sao rồi đã kết thúc nhiếp nhiên trả lời rồi bước nhanh xuống tầng người bên dưới ngẩn ra nhanh thế à cô tay không leo lên tầng khó hơn mình nhiều hơn nữa trước khi vào còn phải phân tán sự chú ý của bọn chúng theo lý sẽ tốn nhiều thời gian hơn anh ta mới đúng thấy cô xuống đến nơi anh ta nói bên chỗ a hiền đã xong rồi chúng ta đi gặp bọn họ thôi Nhiếp Nhiên thấy hai tên bên dưới đều đã tắt thở, gật đầu đi qua hai thi thể kia rồi cùng anh ta đến điểm tập hợp như giao hạn. Lúc này trời vẫn tối đen nhưng Nhiếp Nhiên biết đã không còn sớm nữa. Cô nhất định phải tiến vào khu vực số 3 trước bình minh mới được. Hai người bước nhanh xuống núi. Khu vực này ở gần ranh giới nước ép, Nhiếp Nhiên chưa đến đây bao giờ, kể cả là khi nằm vùng cũng chưa. Không thể không nói mặc thừa tìm chỗ rất tốt hắn xây men theo núi, qua ngọn núi này là biên giới nước ép, có thể nói là dựng hang ổ ngay trên cổng nhà người ta. Nếu như muốn đi từ nơi này vào nhất định phải mạo hiểm bị binh lính nước ép phát hiện. Thế này khác gì coi binh lính nước ép thành chó giữ cửa. Thật gian trá, nếu chỉ có người quân khu 9 tiến hành, sợ là sẽ khó đối phó. Nhiếp nhiên theo A lực chạy xuống núi, trên đường gặp bốn người khác cuối cùng chạm mặt đám người A hiền dưới chân núi. Tiếp theo chính là điểm số 3, đây là một cửa ải quan trọng. Mọi người phải cẩn thận." A à, Lực nói với 10 người kia. Mọi người gật đầu. "Cô chắc chắn được chứ?" A à, Lực quay sang nhìn Nhiếp Nhiên. Đây không chỉ là một câu quan tâm, còn là xác nhận cô có năng lực chỉ đường hay không. Bởi vì một khi đánh hạ khu vực số 3 đồng nghĩa với phòng tuyến cuối cùng đã bị phá, đó là nơi trung tâm, là nơi trừ người nằm vùng ra thì chưa một ai tiến vào. Cho nên Nhiếp Nhiên là người mấu chốt nhất. Nhiếp nhiên gật đầu, được. Có được câu trả lời khẳng định của nhiếp. Nhiên, A lực không do dự nữa, vậy thì tốt. Tất cả mọi người thu hồi giao quân dụng, đổi sang súng, đồng thời trang bị ống hãm thanh. Khu vực số 3 không phòng vệ đơn giản như nơi bọn họ vừa gặp, đó là nơi tiến vào địa bàn then chốt nhất của Mạc Thừa. Ở đó cơ quan trùng trùng, tập kích ở khoảng cách gần không thể thành công. Cho nên đến lúc không thể tránh được sẽ phải ác chiến nhiếp nhiên và đám người kia cùng hướng đến khu vực số 3. Muốn đến nơi đó nhất định phải đi qua một hẻm núi hẹp dài, hai bên không có bất cứ vật gì che chắn, vách núi dốc đứng. Muốn tiến vào trong đó bình thường chỉ có thể đi con đường này. Nhưng A Lực là người nước ép bản đồ của họ kỹ càng hơn bản đồ của quân khu 9 đưa nhiều, cô phát hiện A Lực dẫn bọn họ đi vào một rừng cây rậm rạp bên vách đá, có thể men theo con đường này đến phía. Trước có điều đường rất xấu, rất nguy hiểm hơn nữa bây giờ mưa lớn, không cẩn thận sẽ ngã xuống, mà một khi ngã xuống, người của Mạc thừa sẽ lập tức phát hiện ra, tiến hành bắn quét. Chương 2497. Tại sao luôn bảo vệ cô ấy? Mọi người chú ý, A Lực nói với những người sau lưng rồi dẫn đầu tiến vào con đường kia. Nhiếp Nhiên vốn đi cuối cùng, nhưng lại bị A Lặc gọi tới phía sau mình. Nói Hoa Mỹ là người chỉ đường nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được đội trưởng a lực muốn bảo vệ cô hơn nữa không chỉ anh ta muốn bảo vệ nhiếp nhiên ngay cả a hiền cũng thế đúng 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 chỉ đường tôi không biết đường cô phải chăm sóc cho tôi đấy lúc nãy làm nhiệm vụ tôi suýt nữa đi lạc anh ta đứng bên cạnh nhiếp nhiên nói nhiếp nhiên biết a lực chăm sóc cô là do dịch dùng chiêu nhờ nhưng a hiền này chỉ sợ là có suy nghĩ gì khác nhỉ cô không tin anh ta mù đường thật nhưng lúc này trong mắt anh ta đã không còn vẻ nghiên cứu và quan sát nữa nhiếp nhiên cảm thấy anh ta thấy mình dám uy hiếp cấp trên của bọn họ cho nên có chút hứng thú với mình đúng là một người kỳ quái lần đầu tiên lấy lòng là quan sát lần thứ hai lấy lòng là thăm dò lần thứ ba lấy lòng là bởi vì hứng thú người này nhìn thì thấy cười híp mắt thật ra tâm tư còn kín đáo hơn cả đội trưởng a lực người thế này không thích hợp làm thủ lĩnh nhưng thích hợp làm quân sự Vẻ mặt không lộ ra cảm xúc trong lòng nhưng lại có thể nắm từng người trong tay. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, không nói gì. Đoàn người tiếp tục đi, đường núi dốc đứng, mưa lớn khiến người ta không mở nổi mắt, bóng đêm tối đen giơ tay ra không thấy được năm ngón khiến bọn họ đi vô cùng khó khăn. Không cẩn thận sẽ rơi xuống, nhưng may vì đêm đen mù mịt nên ẩn nấp rất tốt. Mấy người này đều là do Dịch Sùng Chiêu Đích thân chọn, hành động cực nhanh. Mặc dù đường xá và hoàn cảnh đều khó khăn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn an toàn tới nơi. Vòng qua một đoạn đường gian nan nhất, bọn họ bắt đầu quan sát tình hình dưới sườn núi. A à, Lực quyết định dẫn người sông xuống. Đã tới nơi này rồi thì muốn tập kích rất khó khăn. Nơi này là cửa ải quan trọng, có rất nhiều người. Có thể tránh xung đột chính diện ngay từ đầu đã tốt lắm rồi. Những người còn lại thì ở trên sườn núi để yểm hộ, bao gồm cả Nhiếp Nhiên không phải a lực cho rằng nhiếp nhiên yểm hộ tốt anh ta chỉ cảm thấy lao xuống quá nguy hiểm tuy năng lực của nhiếp nhiên tốt nhưng lúc chiến đấu ai có thể bảo đảm trăm phần trăm mình thoát thân được nếu có xảy ra chuyện gì thì anh ta sẽ khó ăn nói cho nên mới để cô ở lại đó nhiếp nhiên rất nghe lời thứ nhất cô và đám người này không ăn ý mình tự tiện làm chủ có thể gây phiền phức cho bọn họ thứ hai cô yểm hộ đúng là có tác dụng hơn lao xuống dưới nhưng sự chấp nhận và phục tùng của cô lại khiến a cảnh kia không nhịn nổi đội trưởng của bọn họ cứ chăm sóc cô mãi thật là lạ đội trưởng không phải kiểu người ham mê nữ sắc không quan tâm đến các anh em nếu cô gái này được thì nên để cho cô tham gia mới đúng còn nếu không được thì nên cho cô ta đi ngay cứ bảo vệ như vậy là thế nào a lực anh dẫn theo bốn người thì ít quá anh ta gọi đội trưởng nhà mình lại, dù sao anh cũng nên dẫn theo một người nữa, để nhiếp nhiên đi theo anh đi. Anh ta cố ý muốn để A lực dẫn nhiếp. Nhiên đi, muốn xem thực lực của cô. Vừa rồi bọn họ tách ra hành động riêng, anh ta không thấy bản lĩnh của nhiếp nhiên. Hơn nữa mấy tên lâu la kia căn bản không đáng nhắc tới. Không cần, để cô ấy yểm hộ đi. A lực từ chối, đọc truyện tại web chuyên online. Com a à cảnh cao mày lẩm bẩm những người của anh quá ít vẫn nên để cô ấy đi cùng tất cả mọi người đều quay sang nhìn a lực nếu như a lực còn từ chối thì sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái a lực đang định dùng bốn chữ phục tùng mệnh lệnh để áp chế ai ngờ nếu anh cảm thấy ít thì anh đi theo a lực không phải là được rồi à chẳng lẽ anh sợ đúng lúc này a hiền nói nhiếp nhiên nhìn anh ta mấy giây rõ ràng anh ta đang khích đối phương nếu là người khác thì sẽ hiểu nhưng a cánh ngay thẳng lại lập tức cắn câu tôi tôi đi thì đi a lực không phản đối nữa a hiền nói với nhiếp nhiên cô mặc kệ cậu ta tên này có câu gì nhỉ lòng không tốt với cô không có lòng tốt nhiếp nhiên rừng dựng trả lời a hiền vỗ đầu a đúng không có lòng tốt cảm ơn nha nhiếp nhiên tại sao tự dưng cô lại đi sửa chữa từ ngữ cho tên này thế chương 2498. Nhìn là đã biết cao thấp nhiếp nhiên đang hối hận vì mình lắm mồm, A à, Hiền thấy cô sửa lại cho mình thể là hứng khởi nói chuyện với cô. Tôi thấy cô rất giỏi nói chuyện, sau này cô dạy cho tôi nhé. Nhưng nhiếp nhiên chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại này, dạy anh cãi lại cấp trên thế nào à? Cũng được, nhiếp nhiên cười lạnh hai tiếng, vậy thì anh sẽ anh chết chắc. Vậy đến lúc đó cô thu nhận tôi chứ? Tôi chỉ nhận chó lang thang không biết tên người nước ngoài này không biết xấu hổ hay là nghe không hiểu hoặc là giả vờ nghe không hiểu mà nói vậy xem ra cô rất có tình yêu thương cô nên nói với anh ta thế nào để anh ta biết thực ra cô đang châm biếm anh ta đây đúng lúc này một tiếng vang nhỏ xíu vang lên trong đêm tối cho dù tiếng nước mưa có lớn thế nào cô vẫn nhạy bén nghe thấy rõ là súng hãm thanh của bọn họ vẻ mặt nhiếp nhiên thay đổi quả nhiên đám người a lực nổ súng rồi nhưng a lực cũng thông minh dùng súng hãm thanh bắn chết những tên đó trước đồng thời ẩn nấp nhân lúc đối phương không tìm được bọn họ giết thêm mấy tên đến khi không thể tránh né mới xông ra phục 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 ba tiếng súng liên tục vang lên mấy tên đứng đó lại gục xuống có tên phát hiện ra lập tức hô hoán có người tập kích có người tập kích mau có người tiếng hô lớn đột nhiên vang lên trong đêm mưa cũng đột nhiên biến mất ngay sau đó, những người xung quanh thấy gã kia ngã xuống đất, không bò dậy nữa. Nhân lúc này, A lực dẫn người lao xuống, mấy tên ở cửa bị dọa giật mình, bị đám người A lực bắn chết mấy tên. Nhưng cũng chỉ là mấy tên mà thôi. Đến khi bọn chúng hoàn hồn lại, phát hiện chỉ có tổng cộng 5 người liền lao ra bắn quét bọn họ. Người nấp trên núi thấy thế lập tức phản kích. A hiền thu lại nụ cười, đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Nổ súng về phía đám người kia nhiếp nhiên chú ý mấy người này thấy kỹ thuật bắn của bọn họ rất tốt không lãng phí một viên đạn nào gần như mỗi viên đạn đều có thể mang theo một mạng người nhiếp nhiên cũng tham gia vào yểm hộ a hiền phát hiện ra cô yểm hộ khác với bọn họ bọn họ chỉ cần thấy kẻ địch là sẽ bắn chết ngay còn nhiếp nhiên thì nổ súng vào những tên định bắn đám người a lực để bọn họ không bị thương tồn vừa so sánh đã thấy rõ cao thấp bọn chúng vẫn có người bọn chúng vẫn có người những tên phía xa hô lên, nhưng giờ mới phát giác ra thì đã quá muộn rồi. Người người thi nhau ngã xuống, nhưng vẫn có người ở trong không ngừng lao ra. Đám người nhiếp nhiên yểm hộ chưa được bao lâu đã bị phát hiện, hơn nữa đạn cũng sắp hết rồi, vì vậy sáu người còn lại nhân lúc vẫn còn đan lao xuống. Hai bên rơi vào hỗn chiến. Đám người A lực dùng những thi thể này ngăn ở phía trước cho nên phần lớn chỉ bị thương ở tay chân. Nhưng bởi vì hỏa lực trên cao quá mạnh khiến bọn họ không có cách nào đi tiếp được. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, cô to gan nhân lúc hỗn loạn, đêm đen mưa lớn, trà trộn vào trong địa bàn của bọn chúng. Lúc này cô đã hết đạn rồi, thế là nhặt vội một khẩu súng rơi dưới đất bước nhanh lên tầng. Người trên tầng đang nhắm bắn về phía đám người a lực. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên sắp lên đến nơi, hai tên trong đó vội vàng chuyển mục tiêu bắn về phía cô. Nhiếp nhiên chỉ đành tìm một chỗ nấp đi, nổ súng với hai gã kia. Đoàn, đoàn, hai phát súng, một phát trúng đầu, một phát trúng ngực. Tên trúng đầu chết tại chỗ, rơi từ trên tầng hai xuống. Nhiếp nhiên vội leo lên tầng. Bên trên có tổng cộng bốn tên, bây giờ chết hai rồi, hai tên còn lại cũng không có lòng dạ nào mà hiếu chiến nữa, đồng loạt nhắm vào cô. Nhiếp nhiên vừa mới lên tầng, đạn đã lao từ xa đến. Cô lăn dưới đất một vòng, đạn không ngừng vang lên sau lưng. Chương 2499. Cô chịu được không? Cho đến khi cô nấp sau một cái ghế sofa rách nát, tiếng súng mới dừng lại. Nhiếp Nhiên không bắn trả ngay, bên cạnh cô không có gương, chỉ có thể dùng tiếng bước chân để phân biệt. Cô phát hiện đầu tiên hai gã này không có bất cứ động tĩnh gì, sau đó bắn hại phát thăm dò, thấy cô không phản ứng liền một trái một phải bao vây lấy cô. Nhiếp Nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên hai bên, lập tức nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một góc chết nơi đó rất có lợi cho cô hơn nữa cô còn có thể đánh bất ngờ giải quyết một tên cô không do dự nữa đứng phát lên bắn một tên tên kia không phản ứng kịp bị một phát súng lấy mạng tên bên cạnh ngẩn ra nhưng bởi vì hắn không bị bắn trúng nên một giây tiếp theo đã bóp cỏ nhắm vào nhiếp nhiên nã một loạt đạn bởi vì mặc thừa cũng buôn bán vũ khí đạn dược như trì tranh bắc nên vũ khí trang bị cho thuộc hạ không tệ tốc độ của khẩu súng kia vô cùng nhanh mặc dù nhiếp nhiên đã dốc sức chạy nhưng vẫn bị một viên đạn bắn trúng cánh tay trái cô nghiến răng nhào vào trong góc chết đoảng đạn bắn vào trên mặt tường phát ra tiếng kim loại va chạm nhau nhiếp nhiên nhìn tay trái mình lúc này không có thời gian đâu mà băng bó vết thương nữa cô nắm chặt khẩu súng nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài bây giờ bọn họ là một đầu một phần thắng của cô vô cùng lớn mà trong trận chiến đấu ác liệt này cô đã thắng rồi chết ba tên một tên bị cô kéo đi không có đạn bắn từ trên cao những tên phía dưới sẽ nhanh chóng bị đám người a lực giải quyết cô ngồi trong góc chết vết thương trên tay trái khiến mồ hôi dịn đầy chán nhưng cả người cô vốn ướt đẫm căn bản không phân rõ được đâu là nước mưa đâu là mồ hôi mà máu trên tay trái cô thì đang hòa vào nước mưa nhỏ xuống một giây hai giây ba giây bên ngoài lại im lặng thời gian càng dài tính cảnh giác của nhiếp nhiên càng cao bây giờ không có ai tới giúp cô được cô chỉ có thể dựa vào mình cô siết chặt tay cầm súng lại bởi vì địa hình có lợi với cô nên cô cắn răng chịu đau giơ súng bắn một phát ra ngoài sau đó là một chuỗi phản kích nhiếp nhiên quan sát vết đạn bắn vào tường tính ra vị trí đại khái của hắn hắn đang ở rất gần cô nhiếp nhiên không dám chờ đợi nữa cô mà đợi sẽ bị hắn bắn nát đầu vì vậy cô ném một vật bên cạnh ra ngoài bóng đen lóe lên trước mặt đối phương hắn theo bản năng nổ súng nhiếp nhiên nghe thấy tiếng súng cũng lập tức nhào ra ngoài bắn về phía đối phương đoảng mặc dù tên kia chậm nửa nhịp nhưng vẫn nghiêng người tránh đi nhiếp nhiên vội vàng bắn tiếp nhưng vết thương trên tay trái làm cô đau đến phát run khiến viên đạn lệch đi đáng chết nhiếp nhiên nổi giận thời khắc mấu chốt không khắc chế được phản ứng sinh lý thấy tên kia giơ súng nhắm vào mình cô híp mắt lại cô không cầm được súng nữa, vì thế sờ vào hông. Đoảng, một tiếng súng vang lên bên tai. Gã đàn ông trước mặt ngã xuống. Hắn vừa ngã, gương mặt A Hiền liền xuất hiện. nhiếp nhiên thở phào. Sao rồi, cô có sao không? A Hiền bước nhanh đến. nhiếp nhiên lắc đầu, được anh ta đỡ lên, tôi không sao. Cảm ơn trời đất, A Hiền bớt căng thẳng hơn đám người a à lực cũng chạy tới vừa nhìn thấy nhiếp nhiên đứng ở đây một mình lập tức cau mày sao cô lại chạy lên đây thế này rất nguy hiểm tôi không lên đây thì các anh sẽ tốn ít nhất nửa tiếng nữa a à hiền kinh ngạc kêu lên cô bị thương rồi à tay trái thôi không sao nhiếp nhiên thấy tay mình không tệ như trong tưởng tượng sắc mặt thoáng dịu đi nhưng a à hiền lại cau mày vết thương như thế kia gòn không sao trời mưa rất dễ nhiễm trùng phát sốt Họ vừa mới giành được cái điểm số 3, cần một khoảng thời gian nữa mới gặp được những người kia, cô chịu đựng được sao? Chương 2500. Cô không giống người quân khu 9A, lực thấy máu nhỏ tí tách xuống đất cũng cau chặt mày. Anh ta thật không ngờ nữ binh này lại đơn độc lao vào. Đúng là quá mạo hiểm, ngộ nhỡ bọn họ tới chậm một bước có lẽ cô sẽ xong đời đến lúc đó anh ta phải ăn nói với đội trưởng dịch thế nào. Cô vẫn chịu được chứ? Anh ta nghiêm mặt hỏi. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói, mọi người chịu được tại sao tôi không thể? Mặc dù có hành động này của cô khiến tốc độ tập kích nhanh hơn, nhưng không có nghĩa họ không bị thương. Trong đó a, à, cảnh bị thương khá nghiêm trọng, hai lần trước có Nhiếp Nhiên ở phía sau ỉm hộ cho không sao, nhưng sau đó Nhiếp Nhiên chuyển mục tiêu, chạy thẳng lên trên tầng, anh ta mất đi người yểm hộ bị thương ba chỗ, trong đó nguy hiểm nhất là xương bả vai. A à, lực nhìn cô, lại nhìn thuộc hạ của mình, cuối cùng quyết định tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ. Tôi đi liên lạc với quân khu 9. Nghe thấy thế, vẻ mặt căng thẳng của những người khác mới dịu đi. Trận tập kích này khiến tinh thần bọn họ hao tổn không ít hơn nữa, vết thương trên người cũng nhiều, đúng là cần thời gian để nghỉ ngơi và xử lý. A à, hiền chỉ bị chảy ra một chỗ, không cần băng bó nếu không có phát súng của anh ta, thế nào mình cũng bị thương. Mặc dù chúng ta chỉ là hợp tác, nhưng nếu đã kể vai chiến đấu thì chính là chiến hữu. Cứu cô là chuyện nên làm thôi. Nhiếp nhiên quay sang nhìn anh ta. Chương 2501 Đừng coi tôi là kẻ vô dụng bị nhiếp nhiên nhìn bằng ánh mắt trịnh trọng này, A Hiền tưởng mình làm cô cảm động rồi, thế là mỉm cười với cô ai ngờ cô lại nói anh cố ý châm chọc tôi à cái gì lúc nãy ở nhà kho tôi nói chúng ta chỉ hợp tác không phải chiến hữu bây giờ anh nói như vậy là cố ý vả vào mặt tôi sao a à, hiền liền sợ hãi anh ta vừa nghe thấy ba chữ vả vào mặt tưởng rằng đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng vẻ mặt cũng trở nên luống cuống không 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 tôi không muốn vả vào mặt cô mặt cô đẹp như vậy sao mà vả vào mặt cô được đàn ông đánh phụ nữ quá mất lịch sử nhiếp nhiên nhướng mày đây có được coi ông nói gà bà nói vịt không nhiếp nhiên vốn chỉ đùa mà thôi ai ngờ anh ta lại thế cô cũng chẳng buồn giải thích nữa thật ra thì cô không cần cảm ơn tôi nhiếp nhiên quay sang nhìn anh ta thấy anh ta cười khẽ đâu còn vẻ hốt hoảng như vừa rồi nữa lúc này cô mới phát hiện anh ta cố ý trêu mình lúc nãy tôi thấy mấy phát súng của cô nếu không nhờ cô bảo vệ a cảnh cậu ta đã bị bắn chết rồi a hiền khẽ cười nói nốt nửa câu sau a à cảnh nhảy lên anh ta không để ý tới vết thương trên vai Câu mày không tin cô ấy bảo vệ tôi a à hiền cậu đang nói gì thế a à hiền không thèm để ý đến anh ta vẫn nói với nhiếp nhiên tôi cũng cảm ơn cô thay cậu ấy tôi chỉ làm nhiệm vụ đội trưởng của các anh giao cho mà thôi không cần cảm ơn câu này rõ ràng là ngầm thừa nhận a à hiền cười vậy tôi cũng chỉ cứu chiến hữu của tôi mà thôi không cần cảm ơn nhiếp nhiên nhìn ra anh ta muốn trêu mình, cô cong khóe miệng lên không nói thêm gì nữa. Nhưng A à Cảnh bị xem nhẹ càng thêm tức giận, cái gì gọi là cô ấy bảo vệ tôi? Tôi được cô ấy bảo vệ lúc nào? A à Hiền, cậu đừng có vì một người phụ nữ mà nói năng linh tinh. Tôi mà cần người bảo vệ à? Càng nói đến phía sau, anh ta càng kích động, sổ ra một chuỗi tiếng mẹ đẻ, có vẻ nôn nóng thật rồi. Nhiếp nhiên hiểu, là đàn ông mà được phụ nữ bảo vệ, nhất định sẽ tổn thương lòng tự trọng. Lúc này A Hiền dùng tiếng mẹ đẻ nói mấy câu, vẻ mặt A Cảnh đột nhiên thay đổi. Không chỉ anh ta, ngay cả mấy người xung quanh cũng nhìn về phía Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt khác lạ. Cô không biết A Hiền nói gì nhưng chắc là nói thay mình. Tôi đã liên lạc với người quân khu 9 rồi, bọn họ đang tiến hành trận chiến cuối cùng, chúng ta sẽ đến chỗ hẹn trước. Sau khi nghỉ ngơi mấy phút ngắn ngủi, A Lực đi từ ngoài cửa vào nói với mọi người. Nhiếp Nhiên, đến thẳng chỗ đó. Đúng A à, Lực gật đầu, vậy thì tốt quá, người quân khu 9 thế nào cũng dẫn theo bác sĩ, chúng ta qua đó sớm có thể bảo bác sĩ chữa trị cho cô. A à, Hiền rất vui, nhưng Nhiếp Nhiên thì không vui nổi. Trận cuối cùng, dịch sùng chiều dễ dàng bắt được Mạc Thừa thể sao? Không, chuyện này không thực tế. Mạc Thừa không phải người bình thường, hơn nữa hắn đã biết cô là gián điệp mà vẫn cho đám thuộc hạ ăn uống linh đình lúc cô đi, chứng tỏ hắn nắm chắc phần thắng rồi không lý nào dịch sùng chiều có thể đánh thắng trong một đêm được nhưng cô không nói ra bởi vì đó chỉ là suy đoán của cô mà thôi cô không có chứng cứ tiếng của đội trưởng a lực truyền tới cô đi được không không đi được thì anh định tìm người tới cõng tôi à đừng coi tôi là kẻ vô dụng nhiếp nhiên lạnh nhạt nói cho dù có dịch sùng chiều dặn dò nhưng là một binh lính mà luôn bị hỏi như vậy là một chuyện vô cùng xấu hổ nhiếp nhiên cầm đồ của mình đi ra ngoài mặc dù trông cô vô cùng nhếch nhác nhưng lúc rời đi sống lưng cô vẫn thẳng tắp nhịp bước vững vàng khiến lòng người chấn động